Kính thưa quý vị đại biểu, quý đồng nghiệp tham dự phiên 3A với chủ đề xã khoa sơ sinh trong hội nghị phụ xã miền Trung Tây Nguyên mở rộng lần thứ 9. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu chủ tọa đoàn gồm có Phó giáo sư tiến sĩ Trương Quốc Minh, trưởng khoa phụ xã Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, tiến sĩ Trần Đình Vinh, giám đốc Bệnh viện phụ xã Nhi Đà Nẵng và bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hoàng Phong, trưởng khoa phụ xã Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tiếp theo, xin kính mời chủ tọa đoàn điều khiển các phiên báo cáo. Chào mừng quý thầy cô, anh chị, các bạn đồng nghiệp trở lại phiên chiều. Để bắt đầu phiên chiều, chúng tôi xin trân trọng kính mời Phó sư tiến sĩ Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, trình bày chủ đề hở sẹo vết mổ cũ lấy thai, những quan điểm về chẩn đoán và điều trị. Xin kính mời. Nó vẫn là Brazil rồi thêm vùng Trung Mỹ rồi các cái. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các thầy các cô và các anh các chị các bạn đồng nghiệp, rất tiếc là chúng ta không thể gặp nhau được trong trực tiếp hội nghị vì do điều kiện là dịch Covid-19, cho nên là tôi xin phép được trình bày bài báo cáo của tôi online. Chủ điểm hôm nay tôi muốn nói rằng là tụ dịch sẹo mổ lấy thai tổng quan và hướng xử trí. Như chúng ta đã biết thì tỷ lệ mổ lấy thai trên thế giới là càng ngày càng tăng. Đây là cái bản cái biểu đồ của tổ chức y tế thế giới và được đăng trên Lancet. Thấy rằng là chúng ta thấy rằng là các cái chỉ số các vùng, các tỷ lệ mổ lấy thai, cái này là cái tỷ lệ mổ càng đậm, cái tỷ lệ càng đậm thì tỷ lệ mổ thai càng cao. Thì trước kia vào năm 1999, năm 2001, tức là đầu năm đầu thế kỷ 21 này, thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mổ lấy thai thì chủ yếu cao nhất là ở Brazil, tức là tỷ lệ đến khoảng độ từ 40 đến 60%. Đấy. Nhưng mà sau đấy có khoảng 15 năm thôi, tức là chúng ta thấy là cái màu xanh này hiện lên rất nhiều và sinh động và cũng tăng lên, và vẫn là Brazil rồi thêm vùng Trung Mỹ rồi các cái nước khác, và đặc biệt là thấy là vùng châu Á của chúng ta đây thì là có cái tỷ lệ mổ lấy thai tập ở Trung Quốc là tăng vọt lên, tăng vọt lên đến gần 40%. Đấy, chúng ta thấy là cái vấn đề mổ lấy thai đã trở nên thành một cái vấn đề mà thế giới đang quan tâm. Chúng ta đều biết rằng là cái tỷ lệ mổ lấy thai tăng thì sẽ kèm theo rất là nhiều những cái hậu quả gần cũng như xa mà sau này chúng ta phải gánh chịu. Và một trong những cái là mà chủ điểm ngày hôm nay chúng ta sẽ trình bày. Trở lại cái tỷ lệ mổ lấy thai tăng, chúng ta thể thấy ở đây ở trên các nước thì chúng ta thấy rằng là tỷ lệ mổ lấy thai của các nước trung bình là theo tháng năm là như này. Ngay nước Mỹ, tức là một cái nước mà y học tiên tiến, thì tỷ lệ mổ lấy thai cũng khoảng độ 32,9%, rồi các nước khác còn cao lên hơn rất nhiều. Tại Việt Nam chúng ta thì sao? Tại Việt Nam của chúng ta thì tỷ lệ mổ lấy thai ở bệnh viện phụ sản trung ương theo thống kê là năm 1998 là 34,6%, năm 2000 đã là 35,10%, và đến gần đây là theo thống kê đã trên 45%. Còn bệnh viện Từ Dũ vào năm 2008 theo nghiên cứu của Huỳnh Thị Thu Thủy thì là 48%. Khi tỷ lệ mổ lấy thai tăng đã gây nên nhiều cái vấn đề mà chúng ta phải gánh chịu cho hiện nay. Đó là những nguyên nhân, một trong những cái vấn đề đó là vô sinh thứ phát và những cái hậu quả của do sẹo mổ lấy thai để lại, đó là những tình trạng ứ dịch do hở sẹo mổ lấy thai. Và cái này thì theo cái thống kê thì khoảng độ chiếm tới 42 đến 58% những cái bệnh nhân vô sinh mà có tiền sử mổ lấy thai. Vậy thì cái vết sẹo mổ cũ nó sẽ gây nên cái gì, và cái sẹo mổ cũ ấy mà trong chủ điểm hôm nay chúng ta thấy là cái tụ dịch vết mổ. Vậy thì định nghĩa tụ dịch vết mổ là cái gì thì hiện nay trên thế giới chưa có một cái định nghĩa chung nào hết.
hoặc là chưa có một cái đặc điểm tiêu chuẩn rõ ràng về kích thước và vị trí của đứt sẹo mổ cũ. Chúng ta thấy là mỗi tác giả sẽ có một cái định nghĩa riêng. Vậy thì tôi xin điểm ra đây một số cái quan điểm của tác giả về cái định nghĩa về tụ dịch đứt sẹo mổ cũ hoặc là khuyết sẹo mổ cũ. Thì một số tác giả nêu lên là nó là sự gián đoạn của cơ tử cung, hình có hình giảm âm ở trong cơ tử cung ở thành trước tại vị trí mổ lấy thai. Cái này xác định bằng cách nào? Xác định bằng cách là siêu âm qua đường âm đạo hoặc là qua cái siêu âm bơm nước vùng tử cung. Một số tác giả khác thì lại mô tả rằng là có cái hình cơ tử cung mỏng ở chỗ sẹo mổ cũ và có cái vùng không cản âm trên 1 mm, hoặc là có cái thiếu hụt cơ tử cung lớn hơn 2 mm ở vết sẹo mổ cũ. Thì vào thêm một số tác giả khác thì họ làm kỹ hơn, họ mô tả rằng là có thể thấy rằng là có những cái vết có những cái dấu tích hoặc là cái mạch máu, nhiều mạch máu ngoại vi tăng sinh và được bao phủ bởi niêm mạc nhẵn và chứa máu kinh. Đấy, cái vùng mà sẹo mổ cũ và bị thiếu là như vậy. Gubini thì mô tả là cái khuyết tật này thì cái sẹo mổ cũ này thì thay đổi theo từng vị trí của vết sẹo mổ cũ và có liên quan đến giai đoạn chuyển dạ và cái thay đổi của cổ tử cung và kỹ thuật phẫu thuật khi mà mổ lấy thai. Vậy thì đấy là về định nghĩa về cái khuyết sẹo mổ cũ hay tụ dịch vết sẹo mổ cũ. Và một vậy thì nó gây đến cái gì thì các tác giả đều thống nhất với nhau là cái tụ dịch hoặc là khuyết sẹo mổ cũ này thì gây nên một cái là tử cung ra máu, tử cung bất thường có thể gây đau và một cái biến chứng xa của nó là gây nên vô sinh. Đấy là về định nghĩa. Vậy thì còn cái vấn đề mà về phân loại thì như thế nào? Các tác giả cũng chưa thống nhất lắm. Một số thì theo cái phân bố theo kích thước mô tả là cái tổn thương lớn là cái độ dày cơ tử cung ở vị trí cái sẹo mổ cũ thì nó sẽ còn bao nhiêu lớn, tức là khi độ dày cơ tử cung với sẹo mổ cũ là nhỏ hơn 50% so với bình thường, và hoặc là khi mà độ dày cái cơ tử cung ở với sẹo mổ cũ đó nhỏ hơn 2,5 mm. Cái kích thước này thì được tính là tính trên cái siêu âm tử cung qua đường âm đạo hoặc là nhỏ hơn 2,5 mm khi mà chúng ta tiến hành siêu âm bơm nước vùng tử cung. Và đấy là về theo phần mặt kích thước là một cái phân loại như vậy. Nhưng mà còn cái mục đích điều trị thì Marotta và các cộng sự thì đưa ra là khi điều trị, tức là khi mà can thiệp phẫu thuật hoặc là khi điều trị cái vết sẹo đó bằng nội khoa hay cái gì đó, thì thấy là vết sẹo mổ cũ, độ lớn của sẹo mổ cũ là cái gì, là khi độ dày cơ tử cung là nhỏ hơn 3 mm thì gọi là lớn, còn nhỏ thì lớn hơn hoặc bằng 3 mm. Vấn đề này tính là chúng ta sẽ có một số nghiên cứu về liên quan đến vấn đề này. Và cũng một số tác giả khác thì có lại nêu ra là phân loại là theo các triệu chứng, có nhiều triệu chứng hay không, hay chỉ có một triệu chứng mà thôi. Vì vậy cho nên là chính vì cái phân loại này theo từng tác giả, mỗi tác giả một khác, cho nên là cái tỷ lệ mà tụ dịch sẹo mổ cũ hay là khuyết sẹo mổ cũ đó thì nó sẽ khác nhau giữa các tác giả, thường thường dao động từ 24% đến 70% theo cái siêu âm đầu dò âm đạo. Và về cái bệnh nguyên và yếu tố nguy cơ đến định nghĩa thì chưa còn thống nhất, cho nên rằng là những cái bệnh nguyên yếu tố nguy cơ thì hiện nay tác giả cũng chưa xác định được rõ ràng rằng là đâu là cái nguyên nhân chính. Người ta chỉ tên là những cái yếu tố nguy cơ thôi. Yếu tố nguy cơ thì có thể kể ra đây được một số yếu tố nguy cơ như sau, tức là mổ lấy thai nhiều lần và đương nhiên rồi, thế thì lúc đó là cái nhiều cái sẹo thì nó sẽ có thể cái sự liền sẹo không tốt, cái tử cung ngả sau, cái tư thế tử cung nó ngả sau thì một số tác giả cho rằng là vì nó ngả sau nó co kéo, thành ra là cái sự liền cái sẹo nó sẽ kém đi. Và hai nữa là một số tác giả nên là không xác định được sẹo mổ cũ khi mổ lại, tức là khi mà lần mổ lại cái thai ở những người mổ nhiều lần đó, thì không xác định được cái vết sẹo mổ cũ
khi mổ lại ra lại mổ thêm được nữa là làm cho cái sẹo nó sẽ xấu hơn, vì lúc trên tử cung sẽ có 2-3 vết sẹo liền. Và một số tác giả nữa thì có thêm rằng là độ xóa mở của tử cung khi mổ thì thấy rằng là xóa mở tử cung thì nó phụ thuộc vào giai đoạn là mổ khi nào, mổ chủ động hay là mổ ở giai đoạn là pha tiềm tàng hay pha tích cực thì cũng có ảnh hưởng đến cái sự quá trình liền sẹo. Đấy. Còn trước kia thì có một số tác giả nêu là có phải là dạo gần đây là chúng ta mổ khâu tử cung đóng cơ tử cung là một lớp nhiều quá thì có thể gây nên thế hay không, nhưng mà chứng cứ để mà minh chứng rằng là cái việc khâu một lớp hay hai lớp có ảnh hưởng đến cái sự khớp sẹo mổ cũ hay không thì chưa rõ ràng, nên là chỉ là vẫn đặt dấu hỏi. Về bệnh nguyên thì người ta thấy rằng là trở lại những cái nguyên nhân nguy cơ kia thì thấy là bệnh nguyên có thể khả năng như sau. Tức là vị trí mổ lấy thai nếu quá thấp thì chúng ta biết là cái vấn đề là khi chúng ta rạch quá thấp thì chúng ta khâu lại thì có thể chúng ta sẽ khâu vào cái phần cổ tử cung, và ở cổ tử cung có nhiều cái chất tuyến nó gây ra chất nhầy và cái cản trở cái sự liền sẹo. Và khi cổ tử cung ở cái giai đoạn mà tích cực trong chuyển dạ là mổ trên 5 phân thì nó cũng có thể là cái ảnh hưởng đến quá trình liền sẹo. Kỹ thuật khâu thì người ta còn nhấn mạnh những vấn đề này là khâu không đúng, không đóng hết các lớp, khâu không vuông góc, để lại nội mạc tử cung quá nhiều, tức là để lại nội mạc tử cung nhưng mà lại để quá nhiều sót cả phần cơ, cho nên có thể dẫn tới cái sự liền không tốt và không đến dẫn đến cái sự mà không liền liên tục cái nội mạc tử cung. Và một cái sự nữa là cái cơ địa của bệnh nhân hoặc là do lý do nào đó nó gây dính sớm, dính cái sẹo tử cung và cái phần dưới tử cung ấy vào thành bụng, và việc đó nó gây nên co kéo cái phần còn lại và nó làm cản trở cái sự liền sẹo. Và ngoài ra còn những cái yếu tố liên quan cơ địa của bệnh nhân, ví dụ như là về nhiễm khuẩn rồi những cái quá trình tạo sẹo liền sẹo của bệnh nhân. Một số những cái tác giả thì cho rằng những cái bệnh tật của bệnh nhân cũng có thể ảnh hưởng, như là chỉ số khối của cơ thể béo quá cũng không tốt, rồi những người mà có tiền sử đái tháo đường và thai kỳ thì đấy là những cái yếu tố mà không thuận lợi cho việc liền sẹo. Đây là một số cái tác giả cũng nêu lên cái sự quá trình hình thành cái sẹo. Chúng ta thấy là đây cái khuyết sẹo mổ cũ đây, và đây là cái khuyết sẹo mổ cũ và có tụ dịch đấy, và trên siêu âm ta nhìn thấy rõ đây đấy, cái khuyết này và cái khuyết này khá lớn và hình ảnh nó khá thay đổi theo từng bệnh nhân. Và đây là khi soi trong một qua soi đường nội soi soi vùng tử cung á, thấy đây là cái phần sẹo, phần sẹo và cái sự liền hoàn toàn không tốt, có sự co kéo dính và rất là mỏng và trơn nhẵn, không thấy cái phần cái niêm mạc tử cung ở chỗ này. Còn khi mà các tác giả nói là khi khâu đây, nếu mà chúng ta mà khâu mà không hết lớp thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ gây nên cái hở cái sẹo cũ hay là còn gọi là khuyết sẹo mổ cũ. Và khi mà dính quá khi mà dính thì thấy là cái vết dính vào thành bụng nó kéo lên đây, còn thân tử cung nó bị phần thân nó sẽ kéo phía sau, và chính vì thế cho nên là gây nên cái sự liền sẹo không tốt. Đấy là những số cái nguyên nhân và bệnh lý. Đây là tổng kết lại thì tác giả có nói lên một số những cái các tác giả có tổng kết lại một số nguyên nhân như thế này. Về mặt lâm sàng, biểu hiện lâm sàng thì làm sao? Thì về mặt lâm sàng thì cái này thì thấy rằng là không phải bất kỳ một cái khuyết sẹo mổ cũ hay tụ dịch sẹo mổ cũ nào cũng có triệu chứng. Phần lớn các cái bệnh nhân ấy là phát hiện là dựa vào trên siêu âm, đặc biệt là siêu âm của đường âm đạo là chính. Các cái triệu chứng hay biểu hiện ra nhiều nhất là gồm những gì, là da máu tử cung bất thường, da máu giải rác sau khi hành kinh. Cái này thì nếu mà ai mà làm nhiều lần thì có thể hỏi rất rõ là cái lúc mà giữa chu kỳ kinh, gần cái xung quanh cái giai đoạn mà phóng loãn đó, thì hỏi xem là bệnh nhân có bị ra cái chất nhầy mà có lẫn cái màu nâu hay không. Thì thường thường những bệnh nhân mà tụ dịch nhiều đều nói là chúng tôi có cái da máu
cái tính chất máu nó là nâu bẩn chứ không phải là như máu đỏ tươi. Có ngoài ra có thêm những triệu chứng khác như thống kinh, đau tiểu khung và vô sinh. Còn cái biến chứng của cái này thì của cái huyết sẹo mổ cũ hay là tụ dịch huyết sẹo mổ cũ này thì có thể gây nên một số biến chứng sản khoa như rau cài răng lược, rau tiền tạo, vỡ tử cung và chữa tại vết mổ. Đấy là những cái mà chúng ta thường gặp. Về chẩn đoán, và chẩn đoán thì cũng chưa có cái tiêu chuẩn chẩn đoán chính xác nào là về cái huyết sẹo mổ cũ này. Thì có rất nhiều phương pháp mà chúng ta đã được áp dụng. Thứ nhất, cái phương pháp hay áp dụng nhiều nhất đó là siêu âm đường âm đạo. Cái thứ hai là cái siêu âm bơm nước buồng tử cung thì có cái độ nhạy thì cao hơn siêu âm đường âm đạo, nhưng tuy nhiên thì cái kích thước tổn thương cũng to hơn đấy, vì do cái áp lực nước bơm vào. Chụp tử cung vòi trứng hay HSG thì cũng không đo được kích thước tổn thương và không đo được độ dày cơ tử cung, mà chúng ta có thể xem trên phim thì có thể biết là có cái khuyết sẹo mổ cũ này nhưng mà chúng ta không đo được tổn thương và độ dày cơ tử cung. Một cái nữa tức là cái kỹ thuật cao mà chúng ta nhiều ngày áp dụng thì kỹ thuật MRI cộng hưởng từ thì thấy rằng là đắt tiền nhưng mà nó cũng chỉ tương đương với siêu âm đường âm đạo mà thôi. Và một cái nữa mà nhiều tác giả cũng hay áp dụng đó là soi buồng tử cung. Thì cái này thì tác dụng gì? Là tức là có thể xác định được trực tiếp là có khuyết hay không, cái vị trí khuyết ở chỗ nào, hình dáng cái vị trí khuyết ra sao, và có thể tiết lượng cái khả năng điều trị ngay lúc đó. Nhưng mà tuy nhiên nó cũng có một cái mặt chưa hoàn hảo, đó là cái sự xác định cái độ dày của cơ tử cung thì không làm được, vì chúng ta chỉ soi được từ trong ra mà không biết độ dày còn lại cơ tử cung là bao nhiêu. Điểm về cái điều trị thì có rất nhiều cách điều trị, và hiện giờ thì có nhiều cách điều trị và chưa có tác giả nào khẳng định được cái cách điều trị nào tốt hơn cách điều trị nào. Có thể là điều trị nội khoa và điều trị phẫu thuật hay là ngoại khoa. Cái này thì tiêu chí nào để điều trị nội khoa và ngoại khoa thì cũng còn có nhiều tác giả, mỗi chiều trường phái khác nhau, người thiên về nội khoa, người thì thiên về ngoại khoa, nhưng mà chưa có một cái khẳng định nào cái nào là tốt hơn cái nào, phương pháp nào tốt hơn. Điều đó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là kích thước của tổn thương, các triệu chứng lâm sàng kèm theo, vấn đề kiện nữa là bệnh nhân có bị vô sinh hay không và có muốn có thai hay không. Nếu mà chỉ bệnh nhân mà không có triệu chứng, không muốn có con nữa mà phát hiện cái ngẫu nhiên của cái sẹo mổ cũ thì có lẽ là không can thiệp gì, chỉ cần theo dõi mà thôi. Nhưng nếu có triệu chứng, có ra máu bất thường ở tử cung, có đau tiểu khung, có vô sinh thứ phát thì phương pháp điều trị sẽ còn phụ thuộc vào từng cái vị trí tổn thương. Tôi xin nêu ra đây một số những cái phương pháp mà các tác giả hay áp dụng trên thế giới hiện nay. Thứ nhất là đối với những tổn thương nhỏ, tức là cái phần mà cơ tử cung còn lại còn dày, tức là trên 3 mm, thì có thể điều trị nội khoa. Nội khoa thì chúng ta rất đơn giản thôi, chỉ có thể dùng thuốc nội tiết tránh thai. Tuy nhiên là các tác giả thì có nghiên cứu rằng là như ông Thất Mông và Tehara thì sẽ đã trình bày một báo cáo sơ bộ cho các kết quả, thấy rằng là cái điều trị nội khoa thì cũng có thể có kết quả tích cực trong việc loại trừ những cái da máu bất thường ở tử cung sau 3 chu kỳ dùng thuốc tránh thai với liều lượng là tương đối cao. Nhưng một số tác giả khác thì nói rằng là cũng không giảm triệu chứng mấy, vẫn còn có nhiều vì còn phụ thuộc vào cái kích thước của cái tổn thương. Nhưng mà mặc dù là còn nhiều cái bất đồng như thế, nhưng mà với các cái dữ liệu và các nghiên cứu mà thông báo cho đến thời điểm này thì thấy rằng là điều trị nội khoa vẫn là cái lựa chọn đầu tiên của điều trị cái huyết sẹo mổ cũ có triệu chứng. Một phương pháp thứ hai là bắt đầu đến phương pháp can thiệp. Can thiệp từ cái đầu tay thì các tác giả đều đề cập đến, đó là cái can thiệp về soi buồng tử cung. Thì có thể soi buồng tử cung thì chỉ áp dụng cho trường hợp nào, những cái tổn thương nhỏ, tức là khi lượng cái cơ tử cung còn lại phải lớn hơn 3 mm.
Cái phương pháp này ưu điểm là cái gì? Ít xâm lấn, nhanh, nhìn rõ tổn thương và sửa chữa được tổn thương. Nhưng tuy nhiên thì nó cần phụ thuộc vào cái bề dày của cơ tử cung nhiều hay ít, và kỹ năng của người phẫu thuật. Và nhìn chung thì phương pháp này là ít tai biến. Có nhiều cách làm, nhưng mà tóm lại cái nguyên tắc chung của phương pháp này là cái gì? Là phải cắt bỏ tổ chức sơ sẹo và tạo những cái đường dẫn thoát dịch ra với cổ tử cung, để làm sao dịch nhờ cái vết sẹo mổ cũ đó được thoát ra ngoài chứ không chảy ngược vào trong buồng tử cung. Các tác giả thì theo các nhiều nghiên cứu thì thấy rằng là 72% thì có hết cái da máu bất thường ở buồng tử cung. Tuy nhiên thì nó vẫn có những cái biến chứng. Đó là vì chúng ta soi buồng tử cung thì không nhìn được phía bên ngoài, không quan sát được bên ngoài, nên là sẽ dễ khả năng gây thủng tử cung và tổn thương bàng quang là đều có. Tuy nhiên đến ngày nay thì đây vẫn được coi là phương pháp tốt, ít xâm lấn và có kết quả điều trị tốt đối với những trường hợp mà tổn thương nhỏ. Tôi xin nhắc lại đây, trường hợp những tổn thương nhỏ. Rồi cái phương pháp mà phẫu thuật nội soi hay phương pháp là mở đường trên đó thì ngày nay cũng được nhiều áp dụng. Cái tổn thương thì áp dụng những trường hợp tổn thương rộng, tức là cái cơ tử cung còn lại là nhỏ hơn 3 mm. Nguyên tắc là cái gì? Là cái này là phải cắt lọc toàn bộ các tổn thương của sẹo cổ cũ đó. Các tác giả đều khuyến cáo là cắt bằng cách nào? Có những tác giả cắt bằng dao một cực, có những tác giả cắt bằng dao hai cực, có tác giả cắt dao laser. Nhưng phần lớn các tác giả đều thống nhất rằng là nếu có điều kiện thì cắt cái sẹo mổ sơ sẹo đó tốt nhất là bằng dao laser thì tổn thương nó ít hơn, quá trình liền sẹo sau khi khâu lại sẽ tốt hơn. Và khâu lại cái vết mổ này thì các tác giả khuyên là khâu 2 lớp hoặc 3 lớp, có thể gặp phủ phúc mạc. Và một điều nữa là phụ thuộc cái tư thế tử cung, có thể từ cái phương tư thế tử cung đó thì có thể làm ngắn cái dây chằng tròn lại nếu cần. Cái vấn đề và khó khi mà mổ, nếu mà mổ nội soi thì là chúng ta không thể sờ nắn được, không biết rõ được luôn một cái vết mổ tử cung như nào, ở vị trí nào để mổ chính xác cắt vào đó. Nên là một số tác giả khuyên là có thể được thì nên kết hợp với soi buồng tử cung để xác định xem cái chính xác cái vị trí của cái vết mổ cũ nó ở chỗ nào. Đấy. Còn một số tác giả khác thì có thể nói rằng là có thể dùng những cái thăm dò phía dưới, hoặc là những trường hợp nó mỏng quá thì bơm xanh metilene ở dưới thì cũng có thể chúng ta nhìn thấy một số sự xác định được cái vết sẹo mổ cũ nó ở chỗ nào để có thể bóc tách và chính xác cắt cái vết sẹo mổ cũ đó. Để về hiệu quả của phương pháp này thì rất nhiều cái đánh giá, nhưng mà nếu mà đánh giá về cái giảm cái da máu bất thường ở tử cung đó, thì thấy là kết quả khá tốt, tức là chiếm đến 89% là thành công theo vét bút. Thì các tác giả có nêu lên như vậy, tức là 89% thành công ở mức độ là hết cái da máu bất thường. Còn một cách khác là các tác giả có nêu lên mà thường thường là cái này thì dành cho những người mà có tay nghề cao thôi, tức là phẫu thuật đường âm đạo. Đấy, cái phẫu thuật đường âm đạo này tức là cái gì? Gần giống như chúng ta cắt phẫu thuật tử cung đường âm đạo đó, tức là phải bóc tách được cái bàng quang qua đường âm đạo, tức là phải vào cùng đồ trước để đẩy cái bàng quang lên cao để bộc lộ hoàn toàn cái đoạn dưới. Sau khi bộc lộ được cái đoạn dưới ra thì ta sẽ tìm được cái sẹo mổ cũ đó và cắt lọc cái sẹo mổ cũ qua cái đường âm đạo rồi lại khâu lại phục hồi. Và cái này thì các tác giả thì trên thế giới thì chưa nhiều các nghiên cứu, còn ít số liệu. Và cái mà cái nghiên cứu mà lớn nhất tức là của một tác giả tên là Giang ở Trung Quốc, thì ông ấy có nói rằng là cái tỷ lệ thành công của ông đó thì tương đương với cái phẫu thuật đường bụng. Tuy nhiên còn ít số liệu. Và một cái điều đặc biệt là phải cần cái phẫu thuật viên có kinh nghiệm phẫu thuật đường dưới. Cuối cùng, cách điều trị mà triệt để nhất
đấy, để cho hết tất cả cái đau đớn, khó chịu, ra máu bất thường thì là cắt tử cung là phương pháp điều trị triệt để nhất. Và cái phương pháp này thì được chỉ định những khi nào, khi ở những người mà có tổn thương quá rộng và đã điều trị các phương pháp khác đã thất bại và không muốn có thai nữa, đấy là phương pháp này là pháp điều trị triệt để. Nhưng đây là tuy nhiên triệt để thật nhưng mà cũng chỉ là cái lựa chọn cuối cùng và với một điều kiện là bệnh nhân không có thai nữa và điều trị tất cả các phương pháp khác thất bại rồi. Đấy là cái nhấn mạnh của tác giả khi mà quyết định là giải quyết vấn đề là khuyết sẹo mổ cũ hay tụ dịch khuyết sẹo mổ cũ bằng phương pháp này. Gần đây thì có một cái tác giả người Nhật thì có nghiên cứu một cái nghiên cứu khá lớn, hồi cứu thôi, tức là ở một trên 1.000 những cái cơ sở y tế mà có tiến hành cái xử trí cái vết sẹo khuyết sẹo mổ cũ này thì ông ấy đưa ra một cái phân loại về cái xử trí, để cái xử trí cho các cái bệnh này. Về phân loại thì ông phân loại theo triệu chứng, tức là phân loại theo 4 độ, 1, 2, 3, 4, dựa trên cái triệu chứng gì. Triệu chứng thứ nhất là có cái ra máu bất thường ở tử cung, triệu chứng thứ hai là có đau bụng kinh hoặc đau tử cung mãn tính, và triệu chứng thứ ba là có da dịch và có cái tụ dịch ở cái vết sẹo mổ cũ. Thì nhẹ nhất là nhóm 1, tức là có thể có không cái ra máu đường bất thường ở tử cung, hoặc là có thể có hoặc không cái mà đau bụng cũng như là đau mãn, đau bụng kinh hoặc cũng như là mãn đau mãn tính vùng tiểu khung. Đấy. Nhưng mà không có cái hình ảnh chứa dịch ở cái vết sẹo mổ cũ như là da dịch. Đấy. Nặng nhất là nhóm 4, tức là có tất cả các triệu chứng đều có. Thì cái khuyến cáo mà sau khi điều tra và tỷ lệ thành công đó, ở các cái trung tâm thì ông đưa khuyến cáo là với cái nhóm 1 này thì chúng ta có thể điều trị bằng nội khoa đấy, điều trị bảo tồn đấy, và tùy theo từng nhóm. Và cái hình hình vòng vòng tròn này, và hình vòng tròn này thì là được khuyến cáo. Và những hình hai vòng tròn thì được khuyến cáo mạnh, còn hình tam giác thì thấy rằng là khuyến cáo có thể chọn cái phương pháp khác tốt hơn. Vậy cho nên với những trường hợp như là nhóm 4 chẳng hạn thì những điều trị chung, những kiểu điều trị nội khoa các thứ thì người ta khuyên là cũng nên cân nhắc khi điều trị ở những nhóm 4 này, và người ta khuyến cáo rằng là nên là điều trị bảo tồn và phẫu thuật. Và phẫu thuật thì được khuyến cáo mạnh hơn. Đấy là cái sau khi tổng kết các cái nghiên cứu. Vậy thì cái sẹo mổ cũ có thể điều trị, có thể không điều trị. Vậy thì nó với những cái người mà có thai trên cái vết sẹo mổ cũ như thế thì có cái vấn đề gì không? Thì cái này thì vẫn chưa có đồng thuận, nhưng phần lớn các tác giả đều thống nhất rằng là phải phụ thuộc vào cái độ dày của cơ tử cung của cái vết mổ cũ đó. Một cái phân tích gộp của năm 2013 của ông tác giả Koch thì có đưa ra rằng là cái vết sẹo mổ cũ này thì nếu mà từ 2,1 đến 4 mm thì tiên lượng ít có khả năng vỡ tử cung trong khi có thai. Nhưng mà nếu mà cái vết sẹo mổ cũ này dày mà từ 0,6 đến 2 mm thì tiên lượng rất xấu, tức là cái khả năng vỡ tử cung trong khi có thai là cao hơn. Đấy. Ngoài ra các cái điều kiện khác thì còn phụ thuộc vào là số lần mổ lấy thai, thời điểm có thai lại và tuổi mẹ. Một số tác giả thì cũng có đặt ra một câu hỏi, tức là vậy sau khi phẫu thuật mà để làm tạo lại cái vết sẹo mổ cũ trở lại bình thường á, thì bao nhiêu lâu sau thì có thể có thai được? Thì hiện nay là các tác giả cũng khuyên rằng là cái này thì cũng giống như là các cái phẫu thuật vùng tử cung khác, tức là phải sau khoảng độ từ 3 tháng trở đi, chứ không nên có thai sớm hơn 3 tháng, vì như thế thì cái nguy cơ mà cái tổn thương do cái sẹo mổ cũ gây ra sẽ lớn hơn.
Trên đây là những cái điểm về những cái quan điểm điều trị về vết sẹo và mổ cũ do khiếm khuyết vết sẹo mổ cũ và hay là còn gọi là tụ sẹo mổ cũ ở những người phụ nữ bình thường, chứ không phải là ở chuyên biệt về tụ sẹo vô sinh, sẽ bao gồm những cái những vấn đề là về da máu bất thường tử cung, đau bụng rồi gây vô sinh. Đấy là những cái quan điểm của các tác giả trên thế giới mà chúng tôi đã đọc và tìm hiểu được và xin trình bày đây tại hội nghị. Xin trân trọng cảm ơn và rất mong được sự góp ý và tranh luận về sau. Xin cảm ơn, xin hết. Chân thành cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hoàng đã trình bày một chủ đề rất hay và rất hay gặp trong thực hành sản phụ khoa. Vâng, xin kính chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Quang Vinh. Xin kính chào bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hoàn Phong, chủ tòa đoàn. Kính thưa các báo cáo viên, kính thưa các anh chị đồng nghiệp. Rất là cảm ơn hôm nay điều kiện dịch bệnh nhưng mà được gặp quý thầy cô cũng như các bạn đồng nghiệp. Tôi rất là cảm xúc và rất vui. Chỉ tiếc hôm nay Huế trời mưa mà không được gặp trực tiếp thầy Vinh. Tiếp theo chương trình thì xin được trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trần Thảo Nguyên, là giảng viên của khoa phụ sản trường Đại học Y Dược Huế. Tiến sĩ Nguyễn Trần Thảo Nguyên sẽ đến với hội nghị với bài báo cáo vai trò của siêu âm trong chẩn đoán đau cài răng lược từ bằng chứng đến thực hành. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Trần Thảo Nguyên. Kính thưa quý thầy cô chủ tọa đoàn, kính thưa quý anh chị đồng nghiệp, trước hết tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến quý thầy cô và anh chị trong ban tổ chức đã làm việc liên thương người bạo mang trùng qua lớp cơ tử cung, cho nên là mạch máu nó được nuôi dưỡng bởi những cái mạch máu lớn hơn. Đây là cơ sở nó dẫn đến những cái bất thường trong mạch máu như sau mạch máu đa hình dạng hoặc là những cái tăng sinh mạch máu ở vùng sau nhau hoặc vùng cơ cơ tử cung. Thì PAS là một trong những cái vấn đề quan ngại đối với các nhà sản khoa. Một trong những cái lý do đó là đây là PAS là nguyên nhân nó dẫn đến là chảy máu trong quá trình chuyển dạ hoặc là cần chúng ta cần phải truyền máu. Cái số lượng truyền máu đối với những cái phương tức nghiên cứu cho thấy là từ vài đến thậm chí đến cả chục lít. Những cái trường hợp là biến chứng thứ hai đó là chúng ta phải cắt tử cung. Những cái nghiên cứu của cái nhóm mà nhóm 300 được đưa cho thấy thì cắt tử cung có thể lên đến 80-90% so với nhóm chứng. Và cái biến chứng thứ ba đó là những cái trường hợp tử vong mạng tỷ số thấp nhưng mà vẫn đây là những cái vấn đề rất đáng lo lắng đối với là cái biến chứng của PAS. Chính vì những lý do như vậy cho nên những cái nghiên cứu mà người ta cho thấy rằng là những trường hợp PAS mà chúng ta chẩn đoán được trước sinh thì chúng ta sẽ giảm cái tỷ lệ mất máu, giảm tỷ lệ truyền máu cũng như là chúng ta chủ động hơn trong vấn đề hội chẩn với những cái chuyên khoa liên quan. Và như vậy thì cái việc mổ hoặc là những cái tiến hành giải quyết những cái chủ động trong trường hợp PAS là chúng ta sẽ chủ động hơn và giảm những cái tổn thương nó liên quan đến PAS trong quá trình chúng ta tiến hành chủ động trước đây. Thì một trong những cái yếu tố nguy cơ liên quan đến PAS đó là vết mổ cũ và nhau tiền đạo. Thì từ năm 1985 thì tỷ lệ mổ lấy thai nó không ngừng tăng lên ở trong thế giới cũng như ở nước ta. Thì đồng thời như vậy thì những cái biến chứng nó liên quan đến vết mổ cũ đó là khuyết sẹo mổ lấy thai, thai làm tổ vết mổ cũ và nhau cài răng lược nó cũng tăng lên. Thì hai cái yếu tố nguy cơ nó liên quan đến nhau cài răng lược đó là nhau tiền đạo và số lần mổ lấy thai. Những trường hợp mà số lần mổ lấy thai 2 lần, số lần mổ lấy thai 3 lần cộng thêm nhau tiền đạo thì nó sẽ
làm tăng cái tỷ lệ của nguy cơ nhau phổi nhau cài lần lượt lên đến 40 hoặc đến 60%. Hiện nay đối với các phương pháp giúp chẩn đoán của phổi nhau cài răng lược thì gồm có là siêu âm hai chiều, siêu âm Doppler màu và siêu âm Doppler năng lượng và MRI. Thì cái nghiên cứu của Antonio và cộng sự dựa trên cái phân tích tổng quát 3.000 bài sản phụ để cho thấy là cái siêu âm hai chiều là có độ chính xác cao trong chẩn đoán trước sinh nhau cài răng lược ở nhóm sản phụ nguy cơ cao. Thì siêu âm hai chiều nó có cái tỷ suất tinh chuẩn đó lên đến 98,59%, còn và độ nhạy nhạy và độ đặc hiệu cũng rất là cao. Kèm theo đó là siêu âm Doppler màu tương tự như vậy, có độ nhạy và độ đặc biệt hiệu rất là cao trong chẩn đoán cái phổi nhau cài răng lược. Liên quan đến tối ưu hóa cái chẩn đoán của cái phổi nhau cài răng lược thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái kỹ thuật thực hiện. Đầu tiên hiện ra đường tiếp cận chẩn đoán thì thực hiện cái siêu âm đường, chúng ta cần phải thực hiện siêu âm kết hợp đường bụng và đường siêu âm đường âm đạo trong cái quá trình khảo sát nhau cài răng lược. Vì phần lớn các dấu hiệu của siêu âm đường bụng đều siêu âm đường âm đạo, dấu hiệu siêu âm thường được mô tả bằng cái siêu âm đường bụng. Thứ hai nữa, cái siêu âm đường âm đạo đây là cái bước tiếp cận đối với cái việc chẩn đoán cái yếu tố nguy cơ của nhau cài răng lược, đó là nhau tiền đạo an toàn. Cái bước thứ ba nữa là những cái trường hợp mà nhau cài răng lược kèm nhau tiền đạo thì nó sẽ có những cái xâm lấn mạch máu vào cái vùng cổ tử cung, thì siêu âm đường âm đạo sẽ cho phép chúng ta đánh giá vấn đề này. Cái yêu cầu khi chúng ta thực hiện kỹ thuật thực hiện đánh giá PASS đó là chúng ta cần phải bắt buộc làm đề bằng quang. Vì những cái trường hợp mà chúng ta làm đề bằng quang thì sẽ giúp định hướng được cái đoạn giữa tử cung, vị trí sẹo mổ lấy thai. Chúng ta sẽ đánh giá được tương quan giữa bánh nhau với sẹo mổ lấy thai và các dấu hiệu trên siêu âm của nhau cài răng lược. Nếu chúng ta không làm đề bằng quang thì có một số cái dấu hiệu mà chúng ta sẽ không đánh giá được, như là cái dấu hiệu giãn đòn thành bằng quang, dấu hiệu phình nhau hoặc là tăng sinh mạch máu ở mặt phân cách tử cung và bằng quang. Một điểm lưu ý trong quá trình chẩn đoán kỹ thuật thực hiện đó là cái áp lực đầu do. Cái áp lực đầu do nó phụ thuộc vào kinh nghiệm của người làm siêu âm, nó rất là nhiều, vì áp lực đầu do nó quá mức có thể nó làm dương tính giả cái dấu hiệu là mức giảm âm echo sau với nhau, và siêu âm đường âm đạo còn chúng ta có thể làm giảm ảnh hưởng này. Lưu ý đối với khi chúng ta sử dụng siêu âm Doppler màu thì chúng ta phải điều chỉnh với vận tốc thấp, tăng gain và giảm cái độ nhiễu trên hình ảnh khi chúng ta sử dụng siêu âm Doppler màu đánh giá nhau cài răng lược. Thì đối với những cái dấu hiệu trên siêu âm hai chiều thì hiện nay FIGO cũng như FMFM đều dựa trên cái tiêu chuẩn của cái nhóm châu Âu, nó liên quan đến cái bất thường bánh nhau xâm lấn. Thì nó dựa vào 11 dấu hiệu gồm 6 dấu trên siêu âm hai chiều và 4 dấu hiệu trên siêu âm Doppler màu. Hay chúng ta sẽ đi từ cái những cái tổn thương tại bánh nhau và đi ngược về phía bằng quang. Thì dấu hiệu đầu tiên đó là dấu hiệu xoắn mạch máu đa hình dạng. Thì đây là cái được mô tả, đây là những cái xoắn mạch máu đa cung không đều có kích thước lớn và xuất hiện bên trong bánh nhau. Thì khi chúng ta thực hiện đối với cái đánh giá cái xoắn mạch máu đa hình dạng thì chúng ta không chỉ thực hiện cái đánh giá cái xoắn mạch máu tại vị trí vị mổ lấy thai, mà chúng ta cần đánh giá toàn bộ cái số lượng xoắn mạch máu cũng như kích thước xoắn mạch máu ở trong toàn bộ cái bánh nhau. Dấu hiệu siêu âm hai chiều tiếp theo đó là cái mức đường echo giảm âm sau bánh nhau. Đây là một dấu hiệu nó gây rất là bối rối đối với cái những cái bác sĩ lâm sàng, bác sĩ siêu âm lần đầu tiên người ta làm đối với là mô tả cái nhau cài răng lược. Lý do vì cái điều này nó phụ thuộc vào kinh nghiệm của bác sĩ siêu âm rất là nhiều. Những cái trường hợp chúng ta tăng cái áp lực đầu do nó sẽ làm dương tính giả cái echo giảm âm sau bánh nhau. Cái điểm thứ hai nữa đó là trước đây cái lớp echo giảm âm sau bánh nhau được định nghĩa chỉ là lớp màng rùng sau nhau, nhưng hiện nay những cái đồng thủ mới cho thấy là cái lớp giảm âm echo sau bánh nhau này nó sẽ bao gồm lớp màng rùng và một phần lớp cơ chứa cái lớp động mạch nền. Chính vì như vậy cho nên cái vấn đề đánh giá của lớp echo giảm âm sau bánh nhau nó đã khách quan hơn đối với các bác sĩ siêu âm khi thực hiện đánh giá cái dấu hiệu này. Đây là cái hình ảnh vùng giảm âm echo sau bánh nhau. Thì trong hai cái hình bên dưới của bệnh nhân chúng tôi thì chúng tôi có cái hình tượng như rằng là cái vẫn còn cái lớp echo giảm âm sau bánh nhau, nhưng thực chất đây là cái lớp mạch máu. Thì những trường hợp này sẽ cần lưu ý thì chúng ta cần phải phổ thêm cái Doppler để chúng ta loại trừ những trường hợp dương tính giả. Tiếp theo nữa đó là cái dấu hiệu trên siêu âm hai chiều cơ tử cung mỏng và thành bằng quang không đều bị giãn đoạn. Những trường hợp mà chúng ta không quan sát được cơ tử cung hoặc là cái lớp cơ tử cung còn lại dưới 1 mm thì chẩn đoán là cơ tử cung mỏng và mất hoặc giãn đoạn ranh giới giữa thanh mạc bằng quang. Thì trong trường hợp khi chúng ta thực hiện những cái dấu hiệu này thì yêu cầu cần phải đó là cái làm đề bằng quang thì chúng ta mới có thể quan sát được, hoặc là chúng ta dung lượng màn hình cần thiết hơn thì có thể làm lại siêu âm đường âm đạo để đánh giá.
đối với những cái trường hợp xâm hai chiều, chúng ta có thể mô tả thêm cái dấu hiệu bánh nhau phần nhau và dấu hiệu của chồi xâm lấn. Thì bánh nhau phần nhau là cái xu hướng mô bánh nhau nó xâm lấn các cơ quan lân cận bằng quang và nó làm xô lịch biến dạng bờ thanh mạc tử cung. Còn khối chồi nhau xâm lấn là khi những trường hợp mà mô nhau nó xâm lấn ra ngoài thanh mạc tử cung tạo chồi xâm lấn bằng quang. Thì đây là cái hình ảnh của biến dạng bờ thanh mạc của tử cung bánh nhau xâm lấn và cái hình ảnh của chồi bánh nhau. Xin đi tiếp theo nữa các dấu hiệu của xâm đục lông màu. Thì khi nhắc lại, khi chúng ta được thực hiện xâm đục lông màu, chúng ta cần phải là chỉnh vận tốc thoát và tăng gen. Thì cũng sẽ bắt đầu tại cái tổn thương tại bản nhau luôn là tăng sinh mạch máu tại xoa mạch máu đa hình dạng. Đây là những cái xuất hiện cái những cái dòng chảy tại xoa về vận tốc cao từ cơ tử cung nó hướng đến cả xoa mạch máu đa hình dạng, tạo hình ảnh các dòng chảy xoáy hỗn loạn bên trong nhau. Cái hình ảnh những cái hình ảnh xương đốt lửa màu được mô tả tiếp theo đó là tăng sinh mạch máu sau nhau, mạch máu bắc cầu. Đây là những cái hiện diện những mạch máu nó lan từ bánh nhau qua cơ tử cung đến thanh mạc tử cung để bằng quang hoặc là các cơ quan lân cận và tăng sinh mạch máu ở mạc phân cách tử cung bằng quang. Đây là những tăng tín hiệu dựa lực cơ tử cung và thành sao bằng quang hoặc là có những cái mạch máu nó tân sinh tại bề mặt thanh mạc của bằng quang. Đây là những cái dấu hiệu của tăng sinh mạch máu sau nhau và biến dạng bờ thanh mạc tử cung mà chúng tôi ghi nhận được trên bệnh nhân của chúng tôi. Dấu hiệu đây là dấu hiệu mạch máu bắc cầu lấy của hình của một bên lấy của hình của chuẩn của từ Figo và một bên là chúng tên thứ hình bệnh nhân của chúng tôi là ghi nhận được trên những cái hình ảnh của mạch máu bắc cầu. Hình ảnh mạch máu mặt cắt tăng sinh mạch máu tại mạc phân cách tử cung và bàng quang. Bên cạnh những cái dấu hiệu của Figo thì bé mẹ bé cũng đồng thuận những cái dấu hiệu tương tự như vậy. Ngoài ra để bé mẹ bé còn đưa vào một cái dấu hiệu đó là mạch máu xâm lấn vùng cổ tử cung, thì những trường hợp này chúng ta cần phải thực hiện thêm cái xâm đường âm nào để đánh giá cụ thể phần này. Ngoài ra thì trong thời gian gần đây thì tác giả riêng Trung Sinh và Cộng Sự đã đưa ra thêm một cái dấu hiệu mới, nó dựa gọi là dấu hiệu đường rẽ xe lửa, nó dựa vào các cái dấu hiệu trên tăng sinh trên Doppler khi đánh giá cái nhau khai trắng được, đó là dấu hiệu thứ nhất là tăng sinh mạch máu sau nhau, tăng sinh mạch máu ở mặt phân cách tử cung bằng quang, dấu hiệu mạch máu cầu nối và những cái tấn mạch máu tăng sinh mạch máu ở mặt bề mặt thanh mạc bằng quang. Tác giả này ghi nhận là những cái trường hợp mà dấu hiệu xuất hiện dấu hiệu đường rẽ xe lửa thì nó sẽ liên quan đến những cái trường hợp mà bản nhau xâm lấn là increta hoặc là percreta. Đây là những cái dấu hiệu của đường rẽ xe lửa được ghi nhận được trên cái hình ảnh bệnh nhân của chúng tôi. Đối với giá trị chẩn đoán của các dấu hiệu thì tất cả những cái dấu hiệu của Lacunae hoặc là bất thường bề mặt phân cách tử cung bằng quang hoặc là xương đốt lông màu được có độ nhạy độ đặc hiệu khá cao trong chẩn đoán đối với cái nhau khai trắng lược. Ngoài ra để đi tiếp theo nữa là chúng ta chẩn đoán thể sau khi chúng ta đã chẩn đoán nhau khai trắng lược, vậy thì những cái dấu hiệu nào nó liên quan đến placenta accreta, placenta increta và placenta percreta. Thì nhóm tác giả của Giorgio Bagani và cộng sự người ta đã nghiên cứu trên 10 cái dấu hiệu nó liên quan đến nhau khai trắng lược. Thì tác giả thành nhận thấy là những trường hợp placenta accreta thì là cái dấu hiệu của mất giảm amico sau nhau, cơ tử cung mỏng và xoa mạch máu hình đàn đa hình dạng. Đây là những cái dấu hiệu có tỷ xuất chân cao trong chẩn đoán đối với placenta accreta. Đối với thể placenta increta thì ngoài những cái dấu hiệu chúng ta vừa mới đề cập thì cái dấu hiệu mà giãn đoạn thanh bằng quang cũng như là tăng sinh mạch máu ở bề mặt tử cung bằng quang là những dấu hiệu có tỷ xuất chân cao trong cái chẩn đoán placenta increta. Và đối với thể placenta percreta thì cái dấu hiệu giãn đoạn thanh bằng quang và dấu hiệu của cái tăng sinh mạch máu ở bề mặt tử cung bằng quang là những cái dấu hiệu nó liên quan đến thể placenta percreta. Như vậy thì đối với ba cái thể accreta, increta và percreta thì những cái trường hợp mà chúng ta xuất hiện cái dấu hiệu những cái tăng sinh mạch máu giữa tử cung bằng quang và những cái dấu hiệu giãn đoạn thanh bằng quang là những dấu hiệu cho thấy là xâm lấn đối với cái thể những trường hợp nhau khai trắng lược, và đặc biệt là đối với nếu như xuất hiện thêm cái dấu hiệu là đường rẽ xe lược của tác giả trên Trung Sinh và Cộng Sự. Vậy thì câu hỏi đặt ra đối với cái nhóm nguy cơ thấp thì có dấu hiệu của xâm của PAX hay không? Thì câu trả lời là có. Trong cái nhóm nghiên cứu của tác giả Jennifer Philip và Cộng Sự, những trường hợp không có nhau tiền đạo và không có vết mổ cũ thì vẫn có những cái xuất hiện những cái dấu hiệu của PAX trên xương, đó là mạch máu xâm lấn cổ tử cung, lacunae hoặc tăng sinh mạch máu sau nhau. Đây là một cái câu hỏi đã đặt ra cho các nghiên cứu tiếp theo đối với những cái trường hợp mà xuất hiện nguy cơ thấp. Chính vì những lý do như vậy trên lâm sàng
ngoài những cái dấu hiệu dựa trên sớm, người ta có xây dựng những cái tham nghiệm dự báo để vừa đưa vào các yếu tố nguy cơ của cái nhau cài trang lược, đó là số lần mổ lấy thai cũng như là cái vị trí bánh nhau. Thì cái nghiên cứu của Matha ra và cộng sự đã xây dựng lên cái chỉ số placenta accreta index dựa trên những cái tiêu chí này. Tương tự, một cái tác giả của Tobin và cộng sự này xây dựng trên dựa trên 6 tiêu chuẩn, 4 cái tiêu chuẩn dựa vào sâm hai chiều, sâm đức lơ mò và 2 cái tiêu chuẩn còn lại dựa vào vị trí bánh nhau, mặt trước nhau, tiền đạo và số lần mỗi lễ thao để cho điểm. Tác giả đã lần lượt xây dựng cái bảng điểm nó tương tự như mỗi lễ thai, một lần thì cho một điểm, một lễ thai đến hai lần thì hai điểm, tương tự vị trí bánh nhau và kết hợp những cái dấu hiệu từ nhà đến làng của sâm để chúng ta cho điểm. Thì những cái trường hợp mà nguy cơ cao thì được xếp loại từ 8 cho đến 12 điểm. Thì hầu như đây là một trong những cái thang điểm mà theo tôi nhận thấy nó rất là dễ áp dụng trên lâm sàng đối với những cái trường hợp mà chúng ta tiếp cận cái nhau cài răng lược và có những cái chẩn đoán dự báo trước sinh cũng như là trước mổ đối với cái nhau cài răng lược. Vậy thì thời điểm chúng ta có thể bắt đầu chẩn đoán nhau cài răng lược khi nào? Thì cái nghiên cứu của nhóm tác giả Antonio và cộng sự đều cho thấy là từ quý 1 chúng ta đã có thể đánh giá cái những dấu hiệu xuất hiện của nhau cài răng lược, đặc biệt ở cái nhóm mà thai nghẽ mà có nhau bấm thấp hoặc tuổi thai định vị thấp gần với 500 xẻo mổ cũ là những dấu hiệu gợi ý nhất của PASS. Thì một điều thú vị thì những cái hình ảnh mà chúng tôi vừa mới chia sẻ với quý đồng nghiệp là được lấy tư liệu từ 2 bệnh nhân đều đã được chẩn đoán là thai làm tổ về một cụ ở quý 1 sau khi được bác sĩ sản khoa tư vấn những yếu tố nguy cơ, và bệnh nhân đã quyết định cùng với bác sĩ lựa chọn tiếp tục theo dõi thai kỳ. Và hiện tại thì một trường hợp đã kết thúc thai kỳ ở tuần thai thứ 32 và một trường hợp vẫn tiếp tục thai kỳ tại tuần thai thứ 34. Điều này không phải là chúng ta đưa ra cái lời khuyên là theo dõi trên bệnh nhân có thai làm tổ về một cũ, nhưng đối với những trường hợp thai làm tổ về cũ hoặc thai định vị thấp, chúng ta cần phải thận trọng và cá nhân hóa đối với mỗi trường hợp để theo dõi và có những cái nguy cơ nó có thể diễn tiến sau đó. Để kết thúc cái bài báo cáo ngày hôm nay thì chúng tôi xin được điểm lại một số cái khuyến cáo của Figo, đó là siêu âm là phương tiện đầu tay và đầu tiên trong chẩn đoán nhau cài răng lược. Những sản phụ được chẩn đoán thai làm tổ về một cũ trong quý một thai kỳ cần được tư vấn về nguy cơ mổ cắt tử cung, tiến triển thành nhau cài phổi, nhau cài răng lược và cần được theo dõi bởi các chuyên gia có kinh nghiệm. Ở quý hai thai kỳ khi siêu âm hình thải học thì tất cả các sản phụ có tiền sử mổ lấy thai cần đánh giá cẩn thận bánh nhau, đặc biệt là khi nhau bám mặt trước, nhau bám thấp hoặc là bám tiền đạo. Các dấu hiệu trên sớm cần được mô tả bằng các thuật ngữ đã được chẩn đoán bằng các hiệp hội sản phụ khoa uy tín. Sự hiện diện hay vắng mặt của mỗi dấu hiệu trên sớm mà phụ thuộc vào người đánh giá rất là nhiều, và điểm cuối cùng là em trai là không cần thiết trong chẩn đoán trước sinh những trường hợp nghi ngờ nhau cài răng lược. Vậy thì bài báo cáo của tôi xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các thầy cô và các anh chị đã theo dõi. Xin kính chúc quý thầy cô trong chủ tổ đoàn, quý anh chị đồng nghiệp luôn có sức khỏe, và xin chúc hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp. Xin hết. Xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trần Thành Nguyên. Thực ra thì đối với bài nhau cài răng lược đó, tức là trước đây cũng vậy và đến bây giờ cũng vậy, luôn luôn là một cái thảm họa trong ngành sản phụ khoa. Tuy nhiên gần đây nhờ các cái vai trò như siêu âm, MRI, là cái thái độ cảnh giác cũng như cái trình độ của phẫu thuật viên tăng lên thì có giảm được các cái biến chứng. Tuy nhiên cũng thỉnh thoảng vẫn xảy ra những trường hợp thật là nặng nề. Rất là cảm ơn cái bài báo cáo của một bác sĩ tôi biết là làm ở trường Đại học Y Dược Huế và có kinh nghiệm rất nhiều trong siêu âm. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Trần Thảo Nguyên. Tiếp theo chương trình thì xin được trân trọng kính mời bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Ý của Bệnh viện Đa khoa Vạn Gia Con Tum đến với hội nghị với bài báo cáo thay bám một sẹo mổ lấy thai được xử trí thành công bằng phương pháp Timotrix, báo cáo trường hợp và điểm qua Ivan. Xin trân trọng kính mời bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Ý. Dạ vâng, em xin được kính chào quý thầy cô giáo, quý anh chị đồng nghiệp cùng toàn thể hội nghị. Lời đầu tiên thì cho phép em được gửi lời cảm ơn với tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Gia Định, gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức đã tạo điều kiện cho em được ngồi đây tham gia học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cùng với quý thầy cô, quý anh chị đồng nghiệp. Em xin tự giới thiệu, em là bác sĩ Lê Thị Ý, hiện em đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Gia An Công Tâm.
Hôm nay thì em thay mặt nhóm báo cáo về trường hợp và điểm qua Ivan về thai bán sẹo mổ lấy thai được xử trí thành công bằng phương pháp Timotic tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Giang Con Tum. Vì sao mà nhóm chúng em lại thực hiện báo cáo cái ca bệnh này? Thì như chúng ta đã biết thì tỷ lệ thai bán sẹo mổ lấy thai ngày càng gia tăng và biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại thì có rất nhiều phác đồ điều trị chưa có được thống nhất. Vì vậy mà ở một cái bệnh viện tuyến 3 vùng Tây Nguyên, việc xử trí sao cho an toàn, hiệu quả là một vấn đề mà nhóm chúng tôi đặt ra. Trường hợp bệnh nhân HTBL 34 tuổi, dân tộc Kinh, địa chỉ huyện Đắc Tô, Kon Tum, vào viện lúc 16 giờ 55 phút ngày 17 tháng 5 năm 2021. Lý do vào viện là có thai khoảng 6 tuần, da ít dịch âm đạo, không đau bụng. Thì quá trình bệnh lý thì bệnh nhân trễ kinh trên 1 tháng, da ít máu âm đạo, không đau bụng. Đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Giang, Kon Tum thì phát hiện thai bán sẹo mổ lấy thai và được nhập viện. Tiền sử bệnh nhân thì không có gì đặc biệt. Tiền sử sản khoa Bara 2002, mổ lấy thai 2 lần, lần 1 năm 2008, lần 2 năm 2012. Tình trạng bệnh nhân lúc nhập viện thì về sinh hiệu thì hoàn toàn ổn định. Bụng mềm, không đau, âm hộ âm đạo bình thường, cổ tử cung đóng, có ít máu hồng theo răng, thân tử cung lớn bằng thai khoảng 6 tuần, beta HCR là 36.726 mg/ml. Lúc đầu thì bệnh nhân được siêu âm qua não bụng thì thấy có một túi thai khoảng 5 tuần 6 ngày, 8 thấp ở ngang đoạn eo, kích thước khối thai là GS 10,64 mm. Sau đó bệnh nhân được thực hiện chuyển qua siêu âm não âm đạo thì thấy buồng tử cung trống, kênh cổ tử cung trống, thấy khối thai khoảng 5 tuần 6 ngày, bám vào sẹo mổ lấy thai ở phần trước đoạn eo, cơ tử cung mỏng nằm giữa bàng quang và túi thai, kích thước còn khoảng là 3 mm, túi thai phát triển vào trong buồng tử cung, tăng sinh mạch máu ít. Kết luận là một túi thai khoảng 5 tuần 6 ngày, bán sẹo mổ lấy thai loại 1. Lúc 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2021 thì được hội chẩn lần 1, chẩn đoán là thai 6 tuần, bán sẹo mổ lấy thai loại 1 trên vết mổ cũ 2 lần. Kế hoạch điều trị và tư vấn bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ được tư vấn điều trị bằng phương pháp Timotic, tức là chèn bóng phôi lây, sau đó hút dưới hướng dẫn của siêu âm. Nếu thất bại thì sẽ được mổ cấp cứu và xử trí tùy tình huống. Bệnh nhân được làm các xét nghiệm tiền phẫu, chuẩn bị máu dịch truyền trước phẫu thuật, sử dụng kháng sinh dự phòng giảm đau chống choáng cho bệnh nhân. Lúc 8 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2021 thì thực hiện theo kế hoạch điều trị, đặt một ống thông Foley số 14, bơm 15 ml natri cloro đẳng trương tại vùng thai bán sẹo mổ lấy thai dưới hướng dẫn của siêu âm, đặt thông tiểu Foley duy trì cùng với bóng chèn. Bệnh nhân được nằm theo dõi tại phòng phẫu thuật gần phòng mổ. Thì lúc 16 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2021, bệnh nhân đang đau tức, da ít máu âm đạo, siêu âm qua não bụng thấy bóng phân lây vẫn đúng ở vị trí, phát hiện dịch máu trào ngược qua hai vòi trứng và cuối cùng. Lúc 16 giờ 30 ngày 18 tháng 5 năm 2021 được hội chẩn lần thứ hai, thống nhất phương án tháo bóng chèn, tức là sau 6 giờ chèn bóng và hút thai dưới hướng dẫn của siêu âm. Chuẩn bị trước thủ thuật thì bệnh nhân được sử dụng Voltaren 100 mg x 1 viên đặt trực tràng, truyền dịch Ginrelatab 500 ml, Changsamin 250 mg x 2 ống tĩnh mạch chậm, Lidocaine 2% x 2 ống VT cạnh tử cung, Oxytocin 5 đơn vị x 4 ống tim bắp sau hút thai, rút ống thông Foley chèn tử cung. Lúc 17 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2021 tiến hành hút thai dưới hướng dẫn của siêu âm. Sử dụng bơm cạc men 1 van đặt vị trí ống hút số 6 trên vết mổ cũ, hút nhẹ nhàng, hút vừa đủ mô, không cố gắng lấy hết toàn bộ mô, lấy ra tổ chức thai, máu, lượng máu mắt khoảng 5 ml. Sau thủ thuật thì bệnh nhân an toàn. Theo dõi bệnh nhân tại khoa thêm 2 ngày thì bệnh ổn, sau đó được xuất viện. Thì tái khám ngày 11 tháng 6 năm 2021, tức là 23 ngày sau hút thai, thì lúc đầu bệnh nhân khai là vài ngày đầu thì thỉnh thoảng có ra ít máu, sau đó hết. Hiện tại thì bụng mềm, không đau, beta HCR là 4,48 mg/ml. Siêu âm thì có nang cơ năng vùng trứng trái, dịch cuối cùng sau lượng ít, khối echo kém vùng sẹo mổ lấy thai, kích thước 8x9 mm, không tăng sinh mạch máu. Thì bàn luận thì đối với thai bán sẹo mổ lấy thai thì tỷ lệ mắc khoảng 1 trên 2.000 thai kỳ bình thường.
tăng cùng với tăng tỷ lệ mổ lấy thai và siêu âm quang não âm đạo có độ nhạy và độ đặc hiệu cao trong chẩn đoán thai bán sẽ mổ lấy thai trong những tuần đầu của thai kỳ. Soi bằng quang có thể hỗ trợ cho chẩn đoán và em trai cũng có ích khi mà không quyết định siêu âm không kích quyết định dứt khoát. Phân loại thai bán sẽ mổ lấy thai thì hiện tại thì có rất nhiều cách phân loại. Theo phân loại của VN và cộng sự thì thai bán sẽ mổ lấy thai được chia làm hai loại. Loại 1 tuyết thai phát triển hướng vào eo tử cung hay buồng tử cung và có thể tiến triển đến sinh sống, nhưng nguy cơ vỡ tử cung xuất huyết ồ ạt nơi nhau bám và đe dọa tính mạng bệnh nhân nếu mà điều trị chờ đợi. Loại 2 thì tuyết thai cắm sâu vào khe hở sẽ mổ lấy thai và tiến triển gây vỡ tử cung trong 3 tháng đầu và xuất huyết ồ ạt gây nguy hiểm đến tính mạng. Thì gần đây để gợi ý chiến lược xử trí, Liên và cộng sự đã triển khai hệ thống phân loại mới trên siêu âm gồm có 4 loại đối với thai bán sẽ mổ lấy thai dựa trên vị trí của túi thai và số lượng cơ tử cung còn lại. Thai bán sẽ mổ lấy thai độ 1 tức là túi thai xâm nhập dưới 1/2 cơ tử cung, độ 2 là túi thai xâm nhập trên 1/2 cơ tử cung, độ 3 là túi thai phát triển bên ngoài cơ tử cung và thanh mạc, độ 4 là túi thai trở thành khối u không định hình có nhiều mạch máu tại vị trí sẽ mổ lấy thai. Đây là cái phân loại thai bán sẽ mổ lấy thai trên siêu âm của Liên và cộng sự. Về nguyên tắc điều trị thì nguyên tắc thứ nhất là lấy thai hoặc là hủy khối thai trước khi vỡ và bảo tồn khả năng sinh sản. Nguyên tắc thứ hai là tùy theo mức độ khẩn cấp của diễn biến bệnh mà có các cái biện pháp điều trị phù hợp. Các cái tiêu chuẩn điều trị còn thiếu và còn nhiều cái lựa chọn. Thì các cái phương pháp điều trị thì bao gồm phương pháp theo dõi tự nhiên tức là xử trí chờ đợi. Thì đối với phương pháp này tỷ lệ tiến triển đến sinh đủ tháng là 57%. Tuy nhiên là nguy cơ chảy máu, nhau cài răng lược, vỡ tử cung thì nên khuyến khích là chấm dứt thai kỳ càng sớm càng tốt nếu như khẳng định chẩn đoán thai bán sẽ mổ lấy thai. Phương pháp điều trị bằng metrotraxat tức là điều trị nội khoa thì chỉ định đối với tuyết thai dưới 14 tuần theo phác đồ từ Dũ năm 2020, tuyết thai dưới 12 tuần theo phác đồ Hùng Vương năm 2020 khi mà huyết động học ổn định, không có chống chỉ định với metrotraxat. Và đối với phương pháp điều trị nội khoa này thì cần thời gian theo dõi lâu, nguy cơ thất bại cao, buộc phải can thiệp bổ sung bằng phương pháp khác trong cái quá trình điều trị. Phương pháp điều trị ngoại khoa bao gồm như là nông và não thì tỷ lệ thành công thấp và nguy hiểm, có thể dẫn đến thủng tử cung, xuất huyết tử cung ồ ạt và có khả năng là phải cắt tử cung. Hút thai dưới hướng dẫn của siêu âm thì theo phác đồ của Bệnh viện Hùng Vương năm 2020 là hút dưới siêu âm trong những trường hợp chọn lọc như là túi thai nhỏ hoặc bằng 7 tuần có một phần nhau bám ở vết mổ cũ và bề dày cơ tử cung còn lại là trên lớn hơn hoặc bằng 3,5 mm, chèn bóng ở eo tử cung tại vị trí thai bám ở sẹo mổ lấy thai để kiểm soát chảy máu dĩ dã sau thủ thuật hút thai. Sử dụng ống thông phô lai bơm căng bóng bằng 30 ml nước muối sinh lý chèn tại chỗ trong vòng 12 giờ. Phương pháp phẫu thuật nội soi thì có những cái ưu điểm vượt trội như là giảm được máu mất trong phẫu thuật, lấy được toàn bộ khối thai bám ở sẹo mổ lấy thai, rút ngắn thời gian beta HCG huyết thanh trở về âm tính và giảm nguy cơ diễn tiến thành thông nối động tĩnh mạch, cải thiện tiên lượng sản khoa và hạn chế thai bám sẹo mổ lấy thai tái phát. Đối với phẫu thuật mổ mở thì theo phác đồ của Bệnh viện Từ Dũ năm 2020 thì được chỉ định khi có một trong ba yếu tố như là tuổi thai lớn bằng 14 tuần, mẹ trên 40 tuổi và không có nguyện vọng sinh sản, huyết động học không ổn định. Theo phác đồ của Bệnh viện Hùng Vương năm 2020 thì phẫu thuật mổ mở khi thai trên 12 tuần hoặc và có các cái yếu tố kể trên. Có thể mổ mở để lấy khối thai, khâu phục hồi cơ tử cung hoặc cắt tử cung trên cổ tử cung. Cắt tử cung nhân cổ tử cung là một cái lựa chọn ngay từ đầu được chấp nhận ở những phụ nữ mà không có nguyện vọng sinh sản. Đôi khi cắt tử cung là cần thiết đối với chảy máu không kiểm soát được. Phương pháp kết hợp nội và ngoại khoa thì các cái lựa chọn bảo tồn khả năng sinh sản bao gồm như metrotraxat toàn thân hoặc tại chỗ dùng phối hợp với ngoại khoa bảo tồn. Thông thường thì thiên tắc động mạch tử cung được sử dụng trước phẫu thuật để hạn chế nguy cơ chảy máu. Phương pháp thiên tắc động mạch tử cung thì đây là một cái phương pháp điều trị bảo tồn, hạn chế chảy máu cho bệnh nhân. Theo Timochit thì tỷ lệ biến chứng của thiên tắc động mạch tử cung là 47% và hầu như chắc chắn không phải là một điều trị đầu tay do chậm trễ giữa điều trị và hiệu quả. Cho phép
thai kỳ phát triển và mạng lưới mạch máu tăng. Nếu như thất bại thì bác sĩ phải đối mặt với một thai kỳ lớn hơn. Hiện tại thì đối với thai bám sẹo mổ lấy thai thì chưa có phác đồ được xử trí, được thống nhất, được công nhận hay là được ủng hộ bởi các hiệp hội nghề nghiệp Hoa Kỳ hay là trên thế giới. Có rất nhiều lựa chọn để xử trí trong y văn và nhiều lựa chọn có thể dẫn đến các biến chứng chảy máu trầm trọng, có thể mất khả năng sinh sản, thậm chí là tử vong mẹ. Nếu thai bám ở sẹo mổ lấy thai mà được xử trí không phù hợp thì có thể dẫn đến các biến chứng xuyên suốt của cả ba tam cá nguyệt của thai kỳ. Thì gần đây thì có một phương pháp mới của Timotrix mà bệnh viện chúng tôi đang áp dụng với ca bệnh, thì đặt ống thông qua lây chèn và bơm vào vị trí túi thai, thường là thai dưới 8 tuần, nhằm ngăn chặn sự phát triển của thai bằng cách đặt áp lực đẩy túi thai lên hoặc là chèn ép túi thai. Bóng chèn cũng chèn vào vị trí vết mổ để ngăn chặn sự chảy máu. Sau khi đặt bóng phôi lây cũng có thể chuyển từ siêu âm não bộ sang não âm đạo, cho phép nhìn thấy việc đặt bóng chính xác hơn và đánh giá áp suất tránh bơm phòng bóng qua mất. Sau thời gian lưu bóng là 24 đến 48 giờ thì túi thai được hút ra dưới hướng dẫn của siêu âm. Sau thủ thuật có thể chèn bóng ở eo tử cung tại vị trí thai bám ở sẹo mổ lấy thai để kiểm soát chảy máu dị giả sau thủ thuật, sử dụng kháng sinh dự phòng, đánh giá lại sau 2 ngày và khi cần thiết. Tóm lại thì đối với cái báo cáo trường hợp này thì chúng tôi cho rằng trong điều kiện hạn chế vẫn có thể giải quyết được thai bám sẹo mổ lấy thai. Ở đây là nhỏ hoặc bằng 7 tuần khi mà lớp cơ tử cung lớn hơn hoặc bằng 3 mm bằng phương pháp Timotrix, nhưng phải là ở những nơi mà có điều kiện sẵn sàng phẫu thuật cắt tử cung khi chảy máu nhiều. Đây là một cái cảnh báo quan trọng khi thực hiện thủ thuật này. Cần lưu ý diễn tiến lâm sàng sau khi chèn bóng. Thời gian lưu bóng có thể không nhất thiết là 24 đến 48 giờ, trong trường hợp của chúng tôi là 9 giờ để có hướng xử trí kịp thời. Dạ, đây là tài liệu tham khảo. Bài trình của em đến đây là hết. Cuối cùng xin kính chúc quý thầy cô với anh chị đồng nghiệp sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Dạ, em xin hết ạ. Của bác sĩ Lê Thị Ý ở bệnh viện Vàng Đa An Con Tum. Dạ, xin kính thưa thầy phó giáo sư tiến sĩ Trương Quang Minh. Dạ, kính chào tiến sĩ Trần Minh Minh. Kính thưa cả các báo công viên, thưa toàn thể hội nghị. Và để tiếp tục chương trình thì sau đây mời các anh chị nghe một cái báo cáo của thạc sĩ Trần Khánh Nga, bộ môn phụ sản trường học y dược Cần Thơ, với báo cáo đánh giá kết cục thai kỳ và sản phụ có đái tháo đường thai kỳ và bệnh viện chuyên khoa sản nhi sốc trăng. Dạ, xin nghe kính mời báo cáo viên. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp, hôm nay em xin trình bày nghiên cứu đánh giá kết cục thai kỳ ở sản phụ đái tháo đường thai kỳ tại bệnh viện sản nhi Sóc Trăng. Đái tháo đường là một bệnh rối loạn chuyển hóa có tốc độ phát triển nhanh. Theo ước tính của Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế, đến năm 2035, con số 382 triệu người mắc bệnh trên toàn thế giới tăng 55% lên 592 triệu người. Ở Việt Nam có khoảng 138.000 trường hợp tăng mỗi năm. Đái tháo đường thai kỳ là một thể đặc biệt của bệnh lý đái tháo đường liên quan đến rối loạn chuyển hóa đường bắt đầu hoặc phát hiện lần đầu khi mang thai. Đái tháo đường thai kỳ là một nguy cơ tiềm tàng gây ra những biến chứng nặng nề đối với mẹ và thai nhi trong suốt quá trình mang thai, chuyển dạ cũng như sau sanh. Những biến chứng của mẹ như tăng huyết áp, tiền sản giật, tăng tỷ lệ mổ lấy thai, tăng tỷ lệ sanh khó đối với thai nhi, gây thai to, tăng tử vong chu sinh, và cả mẹ và con có nguy cơ bị đái tháo đường trong tương lai. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu được chẩn đoán sớm và quản lý tốt tình trạng đường huyết có thể giúp sản phụ cải thiện được kết cục thai kỳ. Nhằm đánh giá ảnh hưởng của đái tháo đường thai kỳ lên mẹ và con, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đánh giá kết cục thai kỳ ở sản phụ có đái tháo đường thai kỳ tại bệnh viện sản nhi Sóc Trăng.
Đối tượng nghiên cứu là thai phụ được sàng lọc và chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ ở tuổi thai 24 đến 28 tuần, tuân thủ đúng quy trình theo dõi và điều trị cho đến khi vào sinh tại Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, cỡ mẫu, chọn toàn bộ thai phụ được sàng lọc và chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ ở tuổi thai 24 đến 28 tuần trong thời gian từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020. Sơ đồ nghiên cứu, sản phụ ở tuổi thai 24 đến 28 tuần thỏa tiêu chuẩn nhận vào, được thực hiện nghiệm pháp dung nạp đường uống 75g 2 giờ. Những thai phụ được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ sẽ được hướng dẫn điều trị, hẹn tái khám và theo dõi cho đến khi nhập viện sinh. Chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ năm 2019 bằng nghiệm pháp dung nạp đường uống 75g 2 giờ, xét nghiệm mẫu máu lúc đói 1 giờ sau uống, 2 giờ sau uống, chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ khi có ít nhất một giá trị bằng hoặc là lớn hơn giá trị ngưỡng. Về biến số nghiên cứu, phương pháp điều trị, kết cục thai kỳ về phía mẹ như phương pháp sinh, chỉ định mẫu lấy thai, biến chứng trong thai kỳ và lúc sinh, kết cục thai kỳ về phía thai như tuổi thai, áp ga, cân nặng, biến chứng sơ sinh. Kết quả, trong thời gian nghiên cứu, chúng tôi thu thập được 359 trường hợp có đái tháo đường thai kỳ. Trong quá trình theo dõi mất dấu 51 trường hợp, còn lại 308 trường hợp được theo dõi thai kỳ và sinh tại Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng. Về phương pháp điều trị, đối với những bà mẹ có đái tháo đường thai kỳ, đầu tiên chúng tôi sẽ tư vấn điều trị tiết chế bằng cách tập luyện và hướng dẫn chế độ ăn uống phù hợp. Trong 308 trường hợp đái tháo đường thai kỳ, có 289 thai phụ đáp ứng với tiết chế, chiếm tỷ lệ 83,9%. Tương tự, những nghiên cứu của các tác giả Lê Thị Thanh Tâm, Ngũ Bất Quỷ về hiệu quả điều trị tiết chế đối với đái tháo đường thai kỳ trên 90%. Như vậy, có thể thấy đa số trường hợp đái tháo đường thai kỳ có thể kiểm soát tốt đường huyết thông qua điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý. Về liên quan giữa phương pháp điều trị và mức độ tăng cân của mẹ trong thai kỳ, ở nhóm mẹ tăng cân trong thai kỳ hơn 18kg, chúng tôi ghi nhận tỷ lệ phải điều trị insulin chiếm tỷ lệ cao hơn so với đơn thuần tiết chế. Tuy nhiên, mối liên quan không có ý nghĩa thống kê. Về các kết cục của mẹ, về phương pháp sinh, chúng tôi ghi nhận có 58 trường hợp sanh ngã âm đạo chiếm tỷ lệ 18,8%, 250 trường hợp mẫu lấy thai chiếm tỷ lệ 81,2%. Có thể thấy đái tháo đường thai kỳ có nhiều nguy cơ cho mẹ và thai. Chính vì vậy, phương pháp chấm dứt thai kỳ chủ yếu là mẫu lấy thai. Về biến chứng của mẹ trong thai kỳ và lúc sinh, chúng ta ghi nhận có 88 trường hợp suy thai chiếm tỷ lệ 28,6%. Chính vì vậy, đối với những trường hợp mẹ được chẩn đoán là đái tháo đường thai kỳ, cần trong quá trình mang thai cần phải đánh giá sức khỏe thai, trong chuyển dạ cần phải theo dõi sát tim thai để phát hiện và xử trí kịp thời cái biến chứng suy thai. Đối với tiền sản giật, chúng ta ghi nhận có 11 trường hợp chiếm tỷ lệ 3,6%. Biến chứng tiền sản giật ở thai phụ đái tháo đường do nhiều yếu tố, chẳng hạn như là giảm dung nạp gluco hoặc là kháng insulin. Vì vậy, cần đo huyết áp, theo dõi cân nặng, xét nghiệm rồi tiên niệu cho thai phụ có đái tháo đường thai kỳ, nhất là vào thời điểm nửa sau thai kỳ. Ngoài ra, chúng tôi cũng ghi nhận có 1% trường hợp mà mẹ có đa ói và băng huyết sau sanh là 0,7%. Chính vì vậy, cần siêu âm đo chỉ số ói để phát hiện sớm đa ói, đồng thời đánh giá hình thái thai để loại trừ những dị dạng thai đi kèm với đa ói. Cũng lưu ý rằng khi sanh những thai phụ đái tháo đường thai kỳ cần phải dự phòng băng huyết sau sanh. Đối với kết quả của con, tuổi thai dưới 37 tuần có 68 trường hợp chiếm tỷ lệ 22,1%, trên 37 tuần có 240 trường hợp
chiếm 77,9%. Theo hướng dẫn quốc gia về đái tháo đường của Bộ Y tế thì đái tháo đường không phải là một chỉ định chấm dứt thai kỳ sớm. Tương tự, Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ cũng khuyến cáo khi kiểm soát đường huyết tốt và không có các biến chứng khác thì không có bằng chứng ủng hộ cho việc sinh trước 40 tuần. Về cân nặng của con trung bình là 3.237 gram. Có 204 bé sinh dưới nhỏ hơn 3.500 gram, 74 bé có cân nặng từ 3.500 đến 4.000 gram, chiếm tỷ lệ 24%. Đặc biệt có 30 bé có trọng lượng trên 4.000 gram, chiếm tỷ lệ 9,7%. Có thể thấy tăng đường huyết ở mẹ sẽ làm tăng tỷ lệ thai to. Chính vì vậy cần phải kiểm soát tốt đường huyết trong suốt quá trình mang thai. Tìm hiểu mối liên quan giữa cân nặng sơ sinh và tăng cân của mẹ trong thai kỳ, chúng tôi chưa ghi nhận được mối liên quan có ý nghĩa thống kê. Về áp ga của về biến chứng ngạt sơ sinh, chúng tôi đánh giá thông qua chỉ số áp ga 1 phút sau sanh và 5 phút sau sanh, ghi nhận áp ga 1 phút sau sanh dưới 4 có 3 trường hợp chiếm tỷ lệ 1%, áp ga 5 phút sau sanh dưới 4 có 2 trường hợp chiếm tỷ lệ 0,7%. Trước đây, biến chứng suy hô hấp sơ sinh thường gặp và tiên lượng nặng. Tuy nhiên, hiện nay nhờ tiến bộ trong cách chăm sóc, quản lý và điều trị cho bà mẹ có đái tháo đường, nên tỷ lệ suy hô hấp sơ sinh đã giảm. Chính vì vậy, có thể nói ngạt sơ sinh là một biến chứng có thể dự phòng được nếu bà mẹ đái tháo đường được chăm sóc và quản lý tốt, kiểm soát tốt đường huyết. Những biến chứng khác của con như vàng da chiếm tỷ lệ 11,4%, nhiễm trùng sơ sinh có 26 trường hợp chiếm tỷ lệ 8,4%, hạ đường huyết 10 trường hợp chiếm tỷ lệ 3,2%. Do đái tháo đường thai kỳ cũng sẽ làm tăng tỷ lệ những biến chứng sau sanh cho con. Chính vì vậy cần phải theo dõi sát bé trong 3 ngày đầu sau sanh. Về kết cục chung của thai kỳ, kết cục tốt có 146 trường hợp chiếm tỷ lệ 47%. Đối với kết cục tốt, chúng tôi đánh giá khi mà mẹ và bé xuất viện an toàn, không có biến chứng. Còn đối với kết cục trung bình là khi mẹ và bé có những biến chứng như suy thai, tiền sản giật, đá ói, băng huyết sau sanh, con là có vàng da, nhiễm trùng sơ sinh, hạ đường huyết sau sanh, thì kết cục trung bình có chiếm 160 trường hợp, chiếm tỷ lệ 51,9%. Tỷ lệ 6, kết cục thai kỳ 6 khi có tử vong mẹ và con chiếm tỷ lệ 0,7%. Kết luận, trong 308 trường hợp đái tháo đường thai kỳ, tiết chế thành công 93,8%, phải điều trị insulin là 6,2%, kết cục thai kỳ ở mẹ mổ lấy thai 81,2%, suy thai 28,6%, tiền sản giật 3,6%, đa ói 1%, băng huyết sau sanh 0,7%, về kết cục của con, thai to 9,7%, ngạt 1,7%, hạ đường huyết 3,2%, vàng da 11,4%, nhiễm trùng sơ sinh 8,4%. Kiến nghị nên tầm soát đái tháo đường thai kỳ thường quy cho tất cả thai phụ ở tuổi thai từ 24 đến 28 tuần và từ đó phải có hướng dẫn cụ thể chế độ ăn tiết chế và tập luyện ngay khi phát hiện mẹ có đái tháo đường thai kỳ nhằm giảm kết cục xấu cho mẹ và thai. Phần trình bày của em đến đây là hết. Em xin chân thành sự lắng nghe của quý thầy cô và các bạn. Thạc sĩ Trần Thanh Nga về bài báo cáo về các kết cục thai kỳ của trẻ sơ sinh và mẹ các trường hợp đái tháo đường thai kỳ. Thì đây là một vấn đề mà bao gồm các ngành sản khoa chúng ta đang lo và đang tìm cách để tầm soát và khống chế tốt trường hợp sản phụ đái tháo đường thai kỳ.
Và để tiếp theo chương trình thì sau đây mời thạc sĩ Nguyễn Hoàng Trang thuộc bộ môn phụ sản trường học y dược Hải Phòng với báo cáo phân bố mốc 3 cung ở thai phụ đơn A từ thai từ 16 đến 24 tuần. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Hoàng Trang. Thưa quý thầy cô, quý anh chị đồng nghiệp, em xin thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo phân bố số đo góc cổ cung của thai phụ đơn thai với thai từ 16 đến 24 tuần. Trước hết là phần đặt vấn đề. Sinh non theo Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa là cuộc sinh diễn ra trước khi thai kỳ tròn 37 tuần. Tỷ lệ sinh non khác nhau giữa các nước trên thế giới, dao động từ 5 đến 18%. Tại Việt Nam, theo số liệu năm 2014, tỷ lệ sinh non là 9%, đứng hàng thứ 21 trên thế giới. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và bệnh tật chu sinh, hầu hết là do cơ quan hô hấp chưa trưởng thành, xuất huyết não và nhiễm trùng, có thể dẫn đến những di chứng về thần kinh như suy giảm trí tuệ, bại não, điếc và mù loà. Để giảm các biến chứng của sinh non thì cần tập trung vào các biện pháp dự phòng cũng như phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ có thể dẫn tới sinh non. Từ trước đến nay thì chiều dài cổ cung được xem như yếu tố tiên lượng tốt nhất để đánh giá nguy cơ sinh non. Đối với đơn thai, ngưỡng chiều dài cổ cung nhóm bằng 25mm được coi là ngưỡng của sự gia tăng nguy cơ sinh non, tuy nhiên chỉ sàng lọc được khoảng 55% các trường hợp. Vì vậy, cần thêm có các cái thông số sàng lọc bổ sung để xác định được những thai phụ có nguy cơ sinh non cao nhằm đưa ra các biện pháp dự phòng kịp thời. Gần đây thì góc cổ cung đã được đề xuất như một thông số tiềm năng sàng lọc sinh non. Khi góc cổ cung càng tù thì trọng lực từ thai nhi và tử cung tác động trực tiếp xuống lỗ trong cổ cung, có xu hướng dọc theo chiều dài kênh cổ cung và có thể dẫn đến chiều dài cổ cung ngắn lại, và đây là một trong những yếu tố nguy cơ sinh non. Một số tác giả như Ziados Knife năm 2017 nhận thấy khi kết hợp chiều dài cổ cung và đo góc cổ cung có khả năng mang lại dự báo sinh non mạnh hơn. Tuy nhiên, cho đến hiện nay vẫn còn thiếu những nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này và chưa có sự thống nhất về tuổi thai thích hợp để thực hiện phép đo góc cổ cung để sàng lọc những thai phụ có nguy cơ sinh non. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu mô tả sự phân bố số đo của góc cổ cung ở thai phụ đơn thai tuổi thai từ 16 đến 24 tuần. Tiếp theo là đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Về đối tượng nghiên cứu là các thai phụ đơn thai tuổi thai từ 16 đến 24 tuần, khám quản lý thai tại khoa quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, được đo góc cổ cung và chiều dài cổ cung bằng siêu đường âm đạo từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020. Chúng em loại trừ ra khỏi nghiên cứu những trường hợp thai phụ đang có bệnh mạn tính, cấp tính, đang có dấu hiệu dọa sẻ thai hoặc sinh non, những trường hợp thai dị tật hoặc trong quá trình theo dõi mẹ mắc bệnh lý phải kết thúc thai kỳ sớm như đau tiền đạo, tiền sản giật nặng, thiểu ối, v.v. Thiết kế nghiên cứu, đây là nghiên cứu mô tả cách ngang, số mẫu tối thiểu trong nghiên cứu là 729 trường hợp. Các bước tiến hành quá trình nghiên cứu. Bước 1, khám lâm sàng, chọn lọc những cái thai phụ thỏa mãn các tiêu chuẩn nghiên cứu. Thứ hai, tiến hành siêu âm đo góc cổ cung và chiều dài cổ cung qua đường âm đạo. Góc cổ cung là góc được tạo bởi hai đường thẳng, một đường nối từ lỗ ngoài đến lỗ trong cổ cung và đường thứ hai là đường nối từ lỗ trong lên 3 cm song song với thành trước đoạn dưới tử cung. Mặt cắt để đo góc cổ cung cũng chính là mặt cắt để đo chiều dài cổ cung. Bước thứ ba là theo dõi thai kỳ đến lúc sinh. Trong quá trình theo dõi, chúng em loại trừ những cái trường hợp thai dị tật, những trường hợp có biến chứng về mẹ, thai hoặc phần phụ của thai phải kết thúc thai kỳ sớm, hoặc những trường hợp mất dấu nghiên cứu. Bước thứ tư là lập biểu đồ bắt phân vị số đo góc cổ cung của thai phụ đơn thai tuổi thai từ 16 đến 24 tuần. Thứ năm là so sánh số đo góc cổ cung trung bình ở nhóm sinh đủ tháng và nhóm sinh non trước 34 tuần. Thứ sáu là phân bố số đo góc cổ cung ở nhóm sinh non trên biểu đồ bắt phân vị góc cổ cung đã xây dựng. Và cuối cùng là tính tỷ lệ phần trăm các trường hợp sinh non trước 34 tuần có số đo góc cổ cung nằm trên đường bắt phân vị số 90. Trong thời gian tiến hành nghiên cứu từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, có tổng số 895 thai phụ tham gia nghiên cứu,
Trong quá trình theo dõi kết cục thai kỳ đến lúc sinh, chúng em loại khỏi nghiên cứu 66 trường hợp. 829 trường hợp thai phụ còn lại thỏa mãn các tiêu chuẩn nghiên cứu, được chia làm hai nhóm. Nhóm sinh đủ tháng, gồm có 753 thai phụ chiếm 90,8% và 76 trường hợp sinh non trước 37 tuần chiếm 9,2%. Trong đó có 44 trường hợp thai phụ sinh non trước 34 tuần. Qua nghiên cứu sự phân bố số đo các cổ cung theo tuổi thai, trong khoảng tuổi thai từ 16 đến 24 tuần, thì phân tích hồi quy tuyến tính cho thấy là có sự tăng đáng kể dãy số đo các cổ cung theo tuổi thai. Ở khoảng tuổi thai nói trên, trung bình là tăng 3,4 độ mỗi tuần với P nhỏ hơn 0,001. Dãy giá trị góc cổ cung trung bình từ bách phân vị số 3 đến bách phân vị số 97 dao động từ 38,96 độ đến 133,70 độ. Tác giả Anpai Lope năm 2019 nghiên cứu trên 275 thai phụ đơn thai, tuổi thai từ 16 đến 24 tuần, cũng nhận thấy có sự tăng đáng kể số đo góc cổ cung từ quý 1 đến quý 2 thai kỳ với P nhỏ hơn 0,01. Raffong và Cộng sự năm 2020 tại Thái Lan nghiên cứu trên 372 thai phụ cùng khoảng tuổi thai nói trên cũng nhận thấy có sự thay đổi về góc cổ cung theo tuổi thai. Tuy nhiên, sự thay đổi này không có ý nghĩa thống kê với P nhỏ hơn 0,05. Điều này có thể được giải thích là do trong nghiên cứu chúng em chọn những đối tượng thai phụ, tất cả các đối tượng thai phụ đơn thai không chọn lọc. Còn trong nghiên cứu của Raffong và Cộng sự, tác giả chỉ chọn những đối tượng thai phụ có nguy cơ sinh non thấp, đó là những trường hợp mà không có tiền căn sinh non, sinh mổ trước đó, những trường hợp có chiều dài cổ cung trên 25mm và chuyển dạ đủ tháng. Theo kết quả bảng 31, chúng em nhận thấy số đo góc cổ cung trung bình ở nhóm thai, ở nhóm sinh non trước 34 tuần rộng hơn một cách đáng kể so với nhóm sinh đủ tháng. 121,27 độ cộng trừ 24,32 độ so với 82,48 cộng trừ 24,46 độ với P nhỏ hơn 0,001. Và cũng theo kết quả bảng 1, thì trong số 44 trường hợp sinh non trước 34 tuần, thì phần lớn các trường hợp 34 trên 44 chiếm 77,3% có số đo góc cổ cung trung bình lớn hoặc bằng 105 độ. Gần đây, một số nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng các cổ cung có thể hữu ích trong tiên lượng sinh non. Tác giả Chiazos và Cộng sự năm 2016 nhận thấy ở nhóm có các cổ cung lớn hoặc bằng 105 thì có xu hướng chuyển dạ sinh non trước 34 tuần với độ nhạy cao là 81%, giá trị tiên đoán âm là 99%. George Dakalakis và Cộng sự năm 2018 nghiên cứu trên 3.018 thai phụ đơn thai, tuổi thai từ 16 đến 24 tuần, cũng nhận thấy ở nhóm có góc cổ cung lớn hơn bằng 105 độ thì tỷ lệ sinh non lớn hơn đáng kể so với nhóm thai phụ có góc cổ cung dưới 105 độ. Điều này có thể được giải thích là do khi cổ cung là góc tù thì trọng lực của thai nhi và tử cung dồn trực tiếp xuống kênh cổ cung có thể làm cho cổ cung ngắn lại, và đây là một trong những yếu tố gây sinh non. Do đó, nhờ tác dụng của vòng nâng cổ cung arabin có vừa có tác dụng nâng đỡ cổ cung, vừa có thể là thay đổi góc cổ cung từ góc nhọn, từ góc tù thành góc nhọn, và làm cho trọng lực từ thai nhi và tử cung không dồn trực tiếp xuống lỗ trong, xuống kênh cổ cung mà phân tán đều ra cùng đều sau, và do đó không làm cho cổ cung ngắn lại. Điều này đã được chứng minh trong nghiên cứu của Canny và Cộng sự năm 2013. Các tác giả theo dõi chiều dài cổ cung và góc cổ cung trên hai nhóm thai phụ nguy cơ thấp và nguy cơ cao sinh non được đặt vòng nâng cổ cung. Các tác giả tiến hành chụp cộng hưởng từ trước, sau khi đặt vòng nâng và theo dõi hàng tháng đến khi tháo vòng nâng. Kết quả cho thấy là ở nhóm thai phụ có nguy cơ thấp sinh non thì góc cổ cung không thay đổi, trong khi đó chiều dài cổ cung ngắn đi đáng kể. Còn ngược lại, ở nhóm thai phụ nguy cơ cao sinh non thì phần lớn các trường hợp sinh non sau 34 tuần thì góc cổ cung hẹp lại đáng kể, 132 độ so
so với 146 độ với P nhỏ hơn 0.01, 0.01, trong khi đó nó không thay đổi ở trong số ít các bệnh nhân chuyển dạ sinh non sau và trước 34 tuần với P lớn hơn 0.05. Tiếp theo là để thể hiện tính ứng dụng lâm sàng của biểu đồ bách phân vị của góc cổ cung theo tuổi thai. Ở trên đường bách phân vị số đo góc cổ cung đã xây dựng ở trên thì chúng em biểu thị số đo góc cổ cung ở nhóm thai phụ sinh non trước 34 tuần trên biểu đồ bách phân vị đã xây dựng ở trên. Kết quả cho thấy là trong số 44 trường hợp sinh non trước 34 tuần thì có tới 30 trường hợp chiếm 68.2% tổng số thai phụ có số đo góc cổ cung nằm trên đường bách phân vị số 90. Và đặc biệt xảy ra ở 17 trên 18 trường hợp thai phụ có chiều dài cổ cung ngắn dưới bằng 25mm. Từ kết quả nghiên cứu này thì chúng em có chung nhận định so với một số tác giả trên thế giới cho thấy là tỷ lệ sinh non tăng lên ở nhóm có góc cổ cung rộng và chiều dài cổ cung ngắn. Chiều dài cổ cung, góc cổ cung càng rộng thì tỷ lệ sinh non càng lớn. Câu hỏi đặt ra là liệu đường bách phân vị 90 của góc cổ cung của biểu đồ bách phân vị đã xây dựng ở trên có thể được chọn làm giới hạn để tiên lượng sinh non cho những thai phụ có chiều dài cổ cung ngắn hay không? Cần thêm các cái nghiên cứu chuyên sâu để đánh giá giá trị tiên lượng sinh non của góc cổ cung khi phối hợp với chiều dài cổ cung, đặc biệt là trên đối tượng thai phụ có chiều dài cổ cung ngắn. Qua nghiên cứu này thì chúng em rút ra một số kết luận như sau. Số đo góc cổ cung thay đổi đáng kể trong khoảng tuổi thai từ 16 đến 24 tuần ở thai phụ đơn thai, tăng trung bình 3,4 độ mỗi tuần với P nhỏ hơn 0.001. Dãy giá trị góc cổ cung ở đường bách phân vị thứ 3 đến 97 dao động từ 38,96 độ đến 133,70 độ. Số đo góc cổ cung ở nhóm sinh non trước 34 tuần rộng hơn đáng kể so với nhóm sinh đủ tháng, 77,3% so với 29,9% với P nhỏ hơn 0.001. Và trong phần lớn các trường hợp sinh non trước 34 tuần thì số đo góc cổ cung nằm trên đường bách phân vị thứ 90, chiếm 30 đến trên 44 trường hợp, 68,2%. Và đó, chúng em có khuyến nghị như sau. Việc đo chiều dài cổ cung qua xương đường âm đạo đã được khuyến cáo của các tổ chức y tế trên thế giới như Hiệp hội Y học Mẹ và Thai, SNFM, Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ, ECOG. Việc đo góc cổ cung cùng thời điểm với đo độ dài cổ cung ở thai phụ đơn thai, tuổi thai từ 16 đến 24 tuần bằng xương đường âm đạo có thể làm tăng hiệu quả sàng lọc sinh non, mặt khác thuận tiện trong thực hành lâm sàng và tiết kiệm chi phí khi đo cả hai thông số ở cùng một thời điểm trong thai kỳ. Phần trình bày của em đến đây là hết. Em xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, quý anh chị đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hoàng Trang. Như vậy chúng ta đã qua xong 5 báo cáo. Bây giờ chúng ta có 15 phút để thảo luận và trả lời câu hỏi. Thứ nhất thì với báo cáo viên Lê Hoàng ở xã Mục Vũ thì khá nhiều câu hỏi đó. Đây là một chuyên đề hay, khá nhiều câu hỏi. Nhưng vì thời gian nó có hạn cho nên ban tổ chức xin lựa chọn một câu, còn lại những câu khác thì các hội thảo viên thông cảm và có thể hỏi trực tiếp báo cáo viên Lê Hoàng qua mail. Như vậy chọn một câu thì câu thứ nhất đó là trong mổ lấy thai lần 1, lần 2 có cách nào dự phòng hở sẹo cũ không? Chút nữa thầy Hoàng trả lời xong. Vâng, mời thầy Hoàng. Vâng, tôi không rõ, xin chủ giảng có thể nói rõ lại được không ạ? Câu hỏi đặt ra cho báo cáo viên Lê Hoàng. Trong mổ lấy thai lần 1, tức là lần đầu tiên,
Thứ hai là mổ lấy thai vết phục vụ lần hai có cách nào dự phòng hở xẹo cũ không? Vâng, nói về cách dự phòng thì hiện nay thì các tác giả thì vẫn chưa tìm ra cách dự phòng nào cả, nhưng mà một số tác giả đã khuyến cáo thế này. Thứ nhất là chúng ta mới một lần một, chúng ta phải khâu hết các lớp, không được để sót lại cái lớp cơ. Tại vì rằng là nếu để sót lại lớp cơ thì tức là sẽ gây được cái khuyết sẹo cũ ngay từ đầu, ngay từ khi mổ. Khâu xong chúng ta đã để làm khuyết cái sẹo cũ rồi. Đấy là cái khuyến cáo đầu tiên. Và một số tác giả gần đây thì có một số tác giả nói thêm là anh để khâu hết đến sát niêm mạc thì cũng được, nhưng vẫn có một cái khả năng là làm sót, là khuyết sẹo mổ cũ là cái gì? Tức là khi mà chúng ta khâu ấy, chúng ta rất thắt chỉ lại để cái niêm mạc tử cung lẫn vào trong cái lớp cơ, tức là khi thắt chỉ là cái niêm mạc tử cung nó phải lộn ra ngoài thì nó phải lộn vào trong cơ, và đấy cũng là cái cản trở cho cái việc mà liền sẹo mổ cũ và cũng là gây nên cái khuyết sẹo mổ cũ. Còn đối với những trường hợp mà mổ lại lần hai thì như trên cái phần cái yếu tố nguy cơ ấy, các tác giả thì nói là mổ nhiều lần cũng là một trong những nguyên nhân mà gây nên khuyết sẹo mổ cũ. Tuy nhiên nếu mổ không đúng là khuyết sẹo mổ cũ ấy, thì cái khả năng nó sẽ bị nhiều hơn. Vậy cho nên là khuyến cáo rằng là nếu là được thì sẽ không nên rạch cái vết sẹo mổ lần sau đi vào cái vị trí của cái vết sẹo mổ cũ lần trước, tức là người ta thấy rằng là trước đó thì là cái tổ chức lên lại thì chúng ta khi chúng ta khâu lại thì chúng ta sẽ có thể để khâu đúng cái sẹo mổ cũ, và nếu có cái gì đó thì chúng ta có thể sửa ngay trong thời gian mổ đó để tránh sự co kéo của sẹo mổ cũ sau này. Đấy là một số khuyến cáo về cái cách mổ trong trường hợp lấy thai. Xin cảm ơn anh Lê Hoàng. Được, có một câu hỏi là báo cáo viên tiến sĩ Trần Đạo Nguyên, đó là phân biệt các hốc trong nhau trong cái thai quá ngày gì đó và thai cả nhau và cả đàn ông mời tiến sĩ Trần Đạo Nguyên. Dạ, em cảm ơn câu hỏi của quý đồng minh. Em xin trả lời là phân biệt giữa hốc trong trường hợp có xóa hoạt não đai và trường hợp nhau cai đai ngược. Trường hợp nhau bình thường thì đối với nhau cai đai ngược, thứ nhất là chúng ta sẽ xem xét trên một cái bối cảnh bệnh nhân là có những yếu tố nguy cơ như là nhau tiền đạo hoặc là có bị mổ hay không, và thứ hai đối với cái đặc tính trên xương, những cái trường hợp mà xoang mạch máu đã hàng già trên cái nhau cai đai ngược đó là nó xuất hiện rất là nhiều xoang trên toàn bộ mạch nhau. Thứ hai nữa là đó là những cái echo giảm âm có bơ đa cung, và mình có thể xem xét trên cả xương hai chiều và xương trước lớp màu thì có những nhau chạy xoáy bên trong. Dạ em xin hết. Xin cảm ơn tiến sĩ Lê Trần Thảo Nguyên. Tiếp theo thì cũng có một cái câu hỏi của các đại biểu gửi cho báo cáo của bác sĩ Nguyễn Trần Thảo Nguyên. Đấy là trong cái báo cáo đó thì đề nghị bác sĩ Thảo Nguyên chỉ thêm cho các cái dấu hiệu siêu âm để nhận biết hai cái nhau cài năng lượng đó trong cái giai đoạn sớm từ quý 1 thì có gì khác so với quý 2 và quý 3 hay không, và cụ thể là vấn đề thì bác Thảo Nguyên chỉ dùng. Dạ em xin cảm ơn, xin được trả lời bởi vì câu hỏi này á thì thì trong giai đoạn quý 1 người ta chia làm hai cái giai đoạn, đó là giai đoạn quý 1 và sớm từ 6 cho đến chín cơn, và giai đoạn quý 1 và muộn hơn là từ 11 cho đến khoảng trước 14 cơn. Thì trong giai đoạn sớm từ 6 cho đến khoảng tầm chín cơn thì những dấu hiệu sớm chủ yếu nó sẽ biểu hiện ra những cái dấu hiệu của thai lan tổ về một cụ hoặc thai định vị thấp. Còn đối với cái đây là những cái trường hợp mà người ta sẽ thấy là có thể dự báo nó sẽ tiến triển thành tác sau này. Còn đối với cái giai đoạn mà quý 1 muộn có nghĩa là 61 tuần
thì những cái dấu hiệu của PAST nó sẽ không điển hình như mình mô tả trong quý 2, quý 3, đó là 10 cái dấu hiệu mà đã bài báo cáo đã trình bày. Tuy nhiên người ta cũng nhận thấy rằng là có những cái dấu hiệu trong quý 2, quý 3 đã có thể xuất hiện trong cái giai đoạn quý 1 này. Đó là những cái trường hợp mà xoang mạch máu đa hình dạng, dấu hiệu của bất thường mạch phân cách tử cung nhau và tăng sức mạch máu ở bề mặt tử cung băng quang. Hoặc là đặc biệt là cái dấu hiệu là mất vùng giảm âm echo sau nhau, đó là cái những dấu hiệu mà có thể nó đã xuất hiện ở từ trong quý 1. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn phần trả lời của thảo viên. Hỏi thêm dành cho thầy Hoàng, báo cáo viên Lê Hoàng hở sẹo mục cũ, tức là thời điểm tối ưu trong chu kỳ để đánh giá hở khuyết sẹo mục cũ trên siêu âm đường âm đạo, hay có thể khảo sát ở bất kỳ thời điểm nào sau sạch kinh? Có một cái hội thảo cách đây tôi nhớ là cách đây khoảng độ 6-7 tháng cũng đã nói về cái này, nên là rất nhiều quan điểm. Nếu mà đứng phương diện của người siêu âm không thôi, tức là theo cái ISO thì khuyến cáo rằng là siêu âm sau khi sạch kinh đó thì chúng ta thấy được. Nhưng mà cái mà một số tác giả khác, nhất là những người làm vô sinh đó, thì các người làm vô sinh thì lại rất thích siêu âm vào cái giữa chu kỳ, tức là không còn thời gian để nhường cho phiên sau. Cuối cùng thì thay mặt chủ tọa đoàn, chúng tôi chân thành cảm ơn năm báo cáo viên đã trình bày năm báo cáo rất hay và thường gặp, giúp cho các thầy thuốc thực hành có nhiều phương pháp lựa chọn trong chẩn đoán và điều trị. Hay cảm ơn ban tổ chức hội nghị, cảm ơn quý thầy trong chủ tọa đoàn, thầy Trần Đình Vinh, thầy Phong và các hội thảo viên đã tham dự hội nghị. Xin hết phiên hôm nay. Xin cảm ơn ạ.